Get your fucking hands up. Tiên nghịch, chương 531 đến 540, đế kiếm hủy khuất. Trong sơn cốc của bộ tộc luyện hồn, Vương Lâm khẽ vuốt tay phải vào túi chữ vật, một cái cấm chế lập tức bay ra rồi rơi xuống bên cạnh. Sau khi hắn đánh ra một đạo ấn quyết, cấm chế kia lập tức biến đổi giống như một bông hoa nở rộ, trải rộng ra bên ngoài. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết tái nhợt, nàng đang khoanh chân ngồi trong cấm chế. Đạo sinh chi lạc ấn trên mi tâm Diêu Tích Tuyết liên tục lấp lánh. Mỗi lần nó lóe lên là lại có một đạo sinh cơ tiến vào trong cơ thể nàng. Nó có thể làm cho cơ thể nàng vĩnh viễn không bao giờ mất đi sinh cơ mà chết. Diêu Tích Tuyết mở to hai mắt rồi ác độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nỗi căm thù của nàng đối với Vương Lâm đậm đặc đến mức không thể tưởng tượng được. Vương Lâm trực tiếp không nếm xỉa đến ánh mắt Diêu Tích Tuyết, hắn bình thản nói: "Diêu đạo hữu, Đề nghị lần trước của vương Mỗ, ngươi thấy thế nào? Diêu Tích Tuyết cắn răng, nàng ở trong cấm chế không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng càng như vậy nàng lại cảm thấy một cảm giác bất lực hiện ra trong tim. Bên ngoài tuy mới trải qua một năm nhưng đối với nàng lại giống như đời đời kiếp kiếp. Lòng kiên nhẫn của tại hạ cũng có hạn, chỉ có thể cho ngươi ba lần cơ hội. Lúc này ngươi có thể chọn cách không trả lời, nhưng lần tiếp theo chính là lần thứ ba. Nếu ngươi còn không trả lời thì ngươi và ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vương lâm nhìn diêu tích tuyết một cái khẽ nói ngươi không sợ cha ta truy sát sao diêu tích tuyết nắm chặt lấy bàn tay vương lâm mỉm cười gật đầu nói sợ tu vi của huyết tổ vượt qua ta quá xa nếu bị hắn truy sát thì sợ rằng với tu vi của ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có nhưng tại hạ cũng bị buộc phải làm như vậy nếu không phải ngươi tính hãm hại ta thì ta cũng sẽ không ám toán ngươi tất cả mọi chuyện đều là nhân quả tuần hoàn nếu ta thả ngươi ra thì sẽ đắc tội với huyết tổ, như vậy không bằng nắm chặt lấy ngươi trong tay nói không chừng sẽ có một con đường sống. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta thề sẽ không nói chuyện này với phụ thân, hơn nữa ân oán giữa ta và ngươi cũng xóa bỏ." Diêu Tích Tuyết vội vàng nói. Vương Lâm nghiêm túc nhìn Diêu Tích Tuyết, nói: "Ta không tin ngươi." Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Dựa theo quy tắc của ta, trả lời ta một vấn đề, ta giảm phong ấn ngươi 50 năm." vương lâm nói diêu tích tuyết cúi đầu trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh vương lâm rất kiên nhẫn hắn lẳng lặng nhìn đối phương sau nửa nén hương diêu tích tuyết ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng nói cho dù ngươi phong ấn ta thì với thần thông của cha nhất định có thể tìm được ta đến lúc đó ta sẽ tận mắt nhìn thấy phụ thân đánh nát cơ thể ngươi rút hồn luyện phách rồi khóa vào trong u minh để ngươi biết được thế nào là sống không bằng chết vương lâm than nhẹ nói ngươi đã đánh mất cơ hội lần thứ hai rồi hy vọng lần sau ngươi sẽ quý trọng hơn nói xong ánh mắt hắn chợt lóe rồi tiến về phía trước một bước trực tiếp đi đến trước mặt diêu tích tuyết hắn vươn tay phải ra trục thẳng vào quai hàm diêu tích tuyết hắn khẽ dùng lực nàng lập tức bị hắn ép phải há miệng ra vẻ mặt diêu tích tuyết tái nhợt nàng muốn vùng vẫy nhưng cả người không có chút sức lực nào trong mắt vương lâm lộ ra vẻ như cười như không hai ngón tay trái hắn đi sâu vào trong miệng diêu tích tuyết đến lúc rút ra thì có một cây châm nhỏ màu đỏ kẹp trong hai ngón tay ngươi dùng một tia tinh khí cuối cùng trong nguyên thần hóa thành châm. Nếu cho ngươi một khoảng thời gian nữa, nói không chừng ngươi sẽ thực sự có thể dùng nó để chặn đứng sinh cơ của lạc ấn, rồi có thể chết bên trong cấm chế. Vương Lâm nói xong, hắn khẽ bóp, cây châm màu đỏ lập tức vỡ vụn rồi hóa thành một làn xương màu đỏ tiêu tán. Cơ thể diêu tích tuyết run lên, ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Lâm đã không thể dùng từ ác độc để miêu tả được nữa. Vương Lâm, nếu có một ngày ta thoát khỏi chỗ này, ta nhất định nhất định phải dùng hết những phương pháp tàn khốc nhất trong thiên hạ để đày đoạ ngươi. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, trong mắt nàng lộ ra vẻ thanh tỉnh hiếm thấy. nàng nhìn Vương Lâm rồi khẽ nói. Lúc này trên người Diêu Tích Tuyết giống như có một cổ lực lượng vô hình thăng hoa. Tất cả những mối căm hận của nàng đối với Vương Lâm dần dần ngưng tụ, dần dần chuyển hóa rồi dần phá vỡ hư vô. Vương Lâm mỉm cười nói, xem ra cấm chế trên người ngươi vẫn còn quá ít. hắn vung tay phải về phía trước, chỉ thấy một ngọn gió mát thổi tới quần áo trên người diêu tích tuyết đột nhiên tan biến vào hư vô giống như cho bụi một cơ thể đặc biệt động lòng người đột nhiên xuất hiện trước mặt vương lâm vương lâm cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới vài lần trong mắt diêu tích tuyết vẫn còn bảo trì được vẻ thanh tĩnh vừa mới hiện ra nhưng trong mắt vương lâm lại thấy nó có chút tán loạn ánh mắt vương lâm chợt lóe hắn vươn tay phải ra rồi khẽ điểm lên người diêu tích tuyết mỗi một vị trí hắn điểm xuống đều là những bộ vị mẫn cảm trên người nàng mỗi lần hắn hạ ngón tay xuống thì có một luồng tiên lực dung nhập vào trong cơ thể diêu tích tuyết dần dần toàn thân diêu tích tuyết trở nên đỏ ửng vẻ thanh tĩnh trong mắt nàng đột nhiên tiêu tán thay vào đó là cái nhìn khuất phục và ác độc vương lâm ngươi thật đê tiện vô sỉ diêu tích tuyết ta thề không đợi trời chung với ngươi vẻ ác độc trong mắt diêu tích tuyết hiện ra cuồn cuộn nàng cất giọng the thé giống như đã trở nên cuồng loạn trong lòng vương lâm khẽ thở vào nhẹ nhõm hắn thầm nghĩ diêu tích tuyết thiên tư thật kinh người khoảng khắc vừa rồi người con gái này lại dùng những nổi căm hận đối với mình chuyển hóa thành một luồng minh ngộ dùng vận nhập đạo nên ánh mắt mới trở nên thanh tĩnh như vậy nếu để đối phương thành công thì đạo sinh cơ lạc ấn kia sẽ không thể hoàn toàn phong ấn được nàng cho nên vương lâm không chút do dự mà chấn nát quần áo của nàng rồi dùng tiên lực ở đầu ngón tay kích thích cho đến khi vẻ thanh tĩnh trong mắt nàng hoàn toàn biết mất phá hủy tâm cảnh vừa mới nhập đạo của nàng phong ấn trên người ngươi quả thật là quá ít vương lâm khẽ nói hai tay hắn bấm pháp quyết từng đạo cấm chế lập tức từ trong tay lấp lánh bay ra rồi rơi lên trên người diêu tích tuyết đặc biệt là vài vị trí mẫn cảm trên người diêu tích tuyết cấm chế của Vương Lâm không chút lưu tình mà tạo thành một vòng tuần hoàn, như vậy sự kích thích cứ trở nên liên tục. Nó xâm nhập vào sâu trong linh hồn và thể xác của Diêu Tích Tuyết. Chỉ như vậy mới làm nàng không thể tĩnh tâm, không thể bước vào bên trong cảm giác minh ngộ vừa mới được hình thành. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Vương Lâm điểm tay phải về phía trước, quả cầu cấm chế trải rộng ra bốn phía thân thể người con gái này lập tức thu nhỏ lại. Nó hóa thành một quả cầu nhỏ rồi bị Vương Lâm bỏ vào túi chữ vật. Con gái của huyết tổ đúng là một phiền toái ta chỉ có thể tìm một chỗ bí mật để phong ấn nhưng trước tiên phải hiểu rõ tất cả những bí mật đã đáng tiếc là tu vi của ta chưa đạt đến vấn đỉnh nếu không thì trực tiếp sử dụng sư hồn thuật chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều cần biết nếu lúc này thi triển mà vô ý để người này chết thì sẽ để lại một hậu hoạn khôn lường thời gian dần trôi chớp mắt đã hai tháng trôi qua chỉ còn lại mấy ngày là đến thời gian hẹn ước với yêu tướng vào một ngày vương lâm đi ra khỏi sơn cốc âu dương hoa đi theo phía sau hắn sau khi ta rời khỏi người phái ra mấy trăm tộc nhân lên đường khách tán về bốn phía bộ tộc bất kể là những bộ lạc lớn nhỏ nào khác đều phải có người của ta đi vào mặc kệ ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào nhất định phải tiềm nhập vào trong bộ tộc của đối phương bằng được đến lúc đó dùng hồn phách thủ thần tất nhiên sẽ có thể chống lại thuật linh thang loạn thần của từng bộ lạc sau khi đã vào được bộ lạc đối phương thì truyền thụ luyện hồn thuật để có thêm nhiều người tu luyện pháp thuật này phương pháp cụ thể thế nào ngươi cứ tự sắp xếp vương lâm chậm rãi nói âu dương hoa khẽ vâng giá Vương Lâm trầm mặc một hồi lâu rồi từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Âu Dương Hoa, nói. Trên thực tế thì luyện hồn thuật có hai bộ phận, luyện hồn chỉ là cái đầu tiên, những gì ghi chép trong ngọc giản này lại là một thần thông khác, nó dùng để rút phách. Pháp thuật này không được truyền cho người ngoài chỉ được truyền cho những người thuộc chi chính, người hãy nhớ kỹ. Âu Dương Hoa hít vào một hơi thật sâu, hắn trở nên ngưng trọng rồi nhận lấy ngọc giản. Sau khi hắn đã nhìn kỹ thì bóp nát rồi trầm giọng nói. Lão tổ, ta đã ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ không quên lời. Pháp thuật này nhất định chỉ truyền cho những tộc nhân chính thống của bộ tộc luyện hồn. Vương Lâm ngẩng đầu lên, tay phải vung một chảo lên bầu trời, tôn hồn phiên đang hóa thành hắc vụ trên vùng trời bộ tộc luyện hồn lập tức ngưng tụ vào trong tay hắn rồi hóa thành một lá cờ rộng ba trượng. Vương Lâm lập tức nuốt nó vào trong nguyên thần. Sau đó Vương Lâm lấy từ trong túi chữ vật ra rất nhiều hồn phiên thông thường rồi ném về phía chân trời. Những lá cờ này lại hóa thành hắc vụ bao phủ bầu trời. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, vương lâm tiến về phía trước một bước trong nháy mắt cơ thể hắn lập tức biến mất sau khi đã đi rất xa bên tai âu dương hoa còn vang lên một câu nói của vương lâm lần sau ta trở về thì hy vọng số lượng tộc nhân có thể hơn trăm vạn âu dương hoa quỳ trên mặt đất hắn trầm giọng nói ta nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng lời này của âu dương hoa để nói cho vương lâm đã đi xa nhưng lại là nói với chính bản thân mình vương lâm phóng đi giữa đất trời hắn hóa thành một đạo cầu vồng rồi bay thẳng đến cổ yêu thành Kinh thành thiên yêu quận không biết là nơi đầm rồng hang hổ nào. Ta phải đến đó mở mang kiến thức một phen. Thiên vận tông ngoại trừ ta thì còn có rất nhiều người đến lãnh thổ yêu linh. Không biết nếu đi đến kinh thành thiên yêu quận có thể gặp được 10 người đại la kiếm tông kia không? Nếu gặp được bọn họ trong thiên yêu quận thì nhất định phải bắt được một tên để hỏi xem chu giật bị phong ấn ở chỗ nào. Mắt vương lâm lộ ra vẻ suy tư, tốc độ hắn không giảm xuống, biến mất nơi chân trời. Trong cổ yêu thành, Yêu tướng Mạc Lệ Hải mặc một bộ quần áo màu xanh đang đứng trên tường thành ở cửa đông, phía sau hắn chính là đô thống có nhiệm vụ thống lĩnh đoàn người. Mạc Lệ Hải nhìn về phía chân trời xa, không nói một chữ nào. Mạc Lệ Hải không nói lời nào làm tất cả những người phía sau cũng trở nên âm trầm. Một lúc lâu sau Mạc Lệ Hải mới thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu quan sát cẩn thận cổ yêu thành. Hắn liếc mắt nhìn lại phía sau, những bộ hài cốt ở trung tâm thành cách đó mười dặm lập tức rơi vào trong mắt hắn. Một khi ta đi sẽ không quay trở lại đến lúc đó sẽ có một yêu tướng khác đến đây. Những bộ hải cốt trong thành sẽ không quan hệ đến ta nữa. Mạc Lệ Hải thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là tên thập tam kia lại bị Vương Lâm mang đi. Thập bát yêu ma thân của ta chỉ mới luyện hóa được 17 bộ, nhưng nếu tên Vương Lâm thật lòng trợ giúp thì lúc này ta có thể chắc chắn tiến được vào vòng 3 trong cuộc chiến giữa các yêu tướng. Với thành tích đó ta sẽ đạt được tư cách tiến vào cổ yêu điện tu luyện, sau khi đi ra ta sẽ trở thành một phó soái. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng rồi nhìn về phương xa trên khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm tên này cũng là loại người biết tuân thủ giao ước vương lão đệ mạc mỗ ở đây mạc lệ hải đột nhiên cười lên ha hà âm thanh vang vọng thân ảnh vương lâm hiện ra trên vùng trời bên ngoài của đông hắn đảo mắt qua rồi dừng lại trên người mạc lệ hải hắn mỉm cười rồi ôm quyền nói là mạc huynh phải chờ lâu không sao chuyến đi này rất quan trọng với mạc mỗ đến lúc đó còn phải nhờ cậy nhiều đến vương lão đệ. Mạc Lệ Hải cười nói, hắn tiến về phía trước một bước rồi xuất hiện trước người vương lâm. Không dám. Vương lâm cười nói, từ nơi này đến kinh đô cần phải đi qua ba cái truyền tống trận, vương lão đệ, mời. Hai đạo cầu vồng từ trong cổ yêu thành phóng thẳng về phía chân trời rồi biến mất, chỉ để lại những tiếng sấm sét liên tục vang vọng trong trời đất. Thiên yêu thành. Phía bắc thiên yêu quận, ở bốn phía có rất nhiều đồng bằng đan sen vào nhau. Nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ những đồng bằng này nối liền và xen kẽ giống như chín con cự long đang cuốn lấy nhau. Chín miệng rồng đều hướng về phía một đầm nước lớn, có tên là Long Đàm. Cổ yêu điện bên trong Long Đàm này chính là biểu tượng tinh thần của Thiên Yêu Quận. Bên ngoài Long Đàm có một lực lượng lớn quân đội đang chấn giữ. Phía trước chín miệng rồng chính là Thiên Yêu Thành. Thành này nói một cách chuẩn xác thì do chín thành nhỏ như cổ yêu thành tổ hợp lại tạo thành. Tám cái bên ngoài được phân hướng bát quái, thành ở giữa chính là đế đô. Một dòng sông bao quanh đế đô có 8 cây cầu đá bắc qua sông để liên kết với 8 thành bên ngoài. Đế đô là tẩm cung của yêu đế, khắp nơi đều là lầu các, điêu lan ngọc thế. Còn 8 tòa thành bên ngoài cũng có sự phân biệt, nhiều chỗ nhỏ không đáng nhắc tới. Vào lúc sáng sớm, thiên yêu thành được bao phủ bằng một đám sương nhạt từ chín dãy núi lan ra. Nó được yêu đế gọi là long khí, thổ nạp khí này có thể tăng tu vi. Toàn bộ thiên yêu thành giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say rồi chậm rãi thức tỉnh. Khi sương sớm tiêu tán, trong thành vang lên tiếng người nói chuyện xôn xao. Ngoài thiên yêu thành có 18 tòa truyền tống trận, mỗi một tòa đều có yêu binh chấn thủ quanh năm. Trong số truyền tống trận này có 8 tòa dành cho dân chúng và tất cả thương nhân ở khắp nơi sử dụng. 10 tòa truyền tống trận khác dành cho những người có chức vụ, có sự phân biệt lớn nhỏ rõ ràng. Truyền tống trận thứ 14 là trận pháp chuyên dụng để yêu tướng ở khắp các nơi vào kinh, mỗi một lần mở ra đều có yêu tướng quay về. Yêu tướng là chức quan to một phương trong thiên yêu quận, trong tay có quân đội hùng mạnh thần thông kinh người. Lúc này, trong đám yêu binh đang canh giữ bên ngoài tòa truyền tống trận thứ 14, có một yêu binh mặc áo giáp, rõ ràng trên đó có nhiều hoa văn hơn những người khác. Hắn đang nhún vai, đặt binh khí trong tay sang bên cạnh rồi tháo mũ giáp ngồi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về những yêu binh khác ở bốn phía, hét lớn. Nhị cầu, qua đây bóp vai cho ta. Giọng nói của hắn vừa vang lên, trong đám yêu binh lập tức có một người thanh niên chạy ra. Người thanh niên này vẻ mặt rất cơ trí, phóng đến đứng ở sau lưng hắn, vừa bóp vừa cười nói. Đội trưởng, ngài xem lực đạo đã tốt chưa? Ừ, tốt rồi. Trong đám tiểu tử thì ngươi có tay nghề tốt nhất. Đội trưởng rung rung vai, cười nói. Đội trưởng, truyền tống trận mà chúng ta đang chấn giữ trước đây mỗi tháng chưa chắc đã mở ra một lần. Vì sao trong khoảng thời gian này lại mở ra tới tấp như vậy? Sao ta thấy có rất nhiều yêu tướng đại nhân phải vội vàng quay về? Nhi cầu nhân cơ hội này đặt ra câu hỏi, nghi vấn này đã chôn sâu trong lòng hắn rất lâu rồi. Được rồi, hôm nay lão thử tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết. Đội trưởng vừa nói đến đây, yêu binh đang bảo vệ ở khắp bốn phía lập tức nhìn về phía hắn. Rõ ràng họ đều muốn biết rõ tình hình bên trong. Các người đều là những tân binh trong khoảng 100 năm, không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trong giới yêu tướng cứ 300 năm thì sẽ chiến đấu một lần, mỗi lần đều do đích thân đế quân ra quan sát, hơn nữa còn ban thưởng có thể là công pháp hoặc yêu bảo. Nếu chỉ là bình thường thì cũng chỉ vậy mà thôi nhưng lần chiến đấu này lại có ý nghĩa khác. Lần này vì cuộc chiến vào 200 năm trước với hỏa yêu quận, thương vong của hai bên rất nhiều, bên ta thì có hai phó soái phải bỏ mạng. Cho nên nghe nói lần đại chiến này sẽ tuyển chọn ra hai vị soái từ những yêu tướng. Lời này vừa nói ra, yêu binh bốn phía lập tức mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng yêu tướng và phó soái chỉ cách nhau nửa cấp nhưng nửa cấp này lại giống như một khe núi rất khó vượt qua. Rất nhiều năm rồi thiên yêu quận chỉ có 8 vị soái cho dù là phó soái cũng chỉ có 8 người, nhưng yêu tướng lại có mấy trăm. Phó soái cũng không phải là cánh tay mà là người nối nghiệp soái, chỉ có phó soái mới có tư cách khiêu chiến chính soái để giành địa vị yêu soái. Trong Thiên Yêu Thành, một khi chính soái chết đi thì phó soái sẽ lập tức được thăng chức trở thành chính soái. Cho nên bước đầu tiên để trở thành yêu soái thì phải là phó soái. Tên đội trưởng nhìn thấy vẻ kinh hãi của yêu binh bốn phía thì cảm thấy có chút đắc ý. Hắn vội ho một tiếng, nói: vì vậy những yêu tướng đại nhân cao cao tại thượng đối với cuộc chiến lần này ngoài việc phải coi trọng mức độ, có bao nhiêu người, những người khác lần trước không muốn tham gia nhưng bây giờ đều đi đến. Chúng ta canh gác trận pháp thứ 14 là cái dành riêng cho yêu tướng, cho nên khoảng thời gian này mới bận rộn như vậy. Tên yêu binh đang bóp vai cho đội trưởng khẽ hỏi, "Đội trưởng, ngài đoán xem vị yêu tướng đại nhân nào có thể chiến thắng lần này?" Chuyện này rất khó nói, yêu tướng đều là những người có đại thần thông, nhưng cho dù có bản lĩnh cao cường cũng có sự phân biệt cao thấp theo ta thì sợ rằng chỉ có mặc phi đại nhân đang trấn thủ ở biên giới hỏa yêu quận mới có thể tiến vào được vòng ba mặc khác còn có mặc lệ hải đại nhân ở cổ yêu thành tu vi của người này cũng là đứng đầu trong số yêu tướng tên đội trưởng kia vừa nói đến đây thì đột nhiên biến sắc hắn đứng mạnh dậy đầu khôi bị bỏ xuống đất được hắn chụp lấy đội lên đầu hắn vung một chảo vào hư không binh khí đã được hắn chụp vào trong tay tất cả mọi chuyện đều được hắn hoàn thành trong nháy mắt yêu binh bên cạnh đã sớm quen với những hành động của đội trưởng lúc này không cần hắn phải phân phó yêu binh kia đã lập tức đứng vào đội ngũ mắt nhìn thẳng không lướt ngang dọc đúng lúc này từng quầng sáng đột nhiên phóng lên trời những luồng yêu lực khổng lồ từ bên trong khuếch tán ra quầng sáng của trận pháp phóng thẳng lên bầu trời hai thân ảnh chậm rãi từ trong trận pháp biến hóa ra hai bóng người vừa mới xuất hiện thì gần như đồng thời tiến một bước về phía trước chỉ một bước chân không phân biệt trước sau cùng đi khỏi truyền tống trận mạc lệ hải đưa mắt nhìn về kinh Nô no ở phía trước hắn thở ra một hơi thật sâu rồi quay sang cười với người bên cạnh vương lão đệ đã 30 năm ta chưa quay về đế đô. Vương Lâm nhìn về con quái vật khổng lồ ở phía trước, cái thành này quá lớn so với những dự đoán của Vương Lâm, chỗ này dù sao cũng là kinh đô của thiên yêu quận. Tham kiến mặc yêu tướng, hai người vừa mới đi ra, rất nhiều yêu binh bên ngoài trận pháp đã lập tức lên tiếng cung nghênh. Mạc Lệ Hải hơi gật đầu, hắn quay về phía Vương Lâm cười nói. Vương Lão Đệ, mời, nói xong hắn tiến về phía trước một bước đi thẳng đến cửa tây của đế đô. Vương Lâm cũng bước về phía trước hai người cùng nhau đi ra xa. Khi hai người đi khỏi thì đội trưởng kia mới thở vào nhẹ nhõm, những binh lính ở bên cạnh khẽ hỏi đội trưởng. Đội trưởng, người đi bên cạnh yêu tướng đại nhân là ai thế? Mấy ngày nay thường thấy một số yêu tướng mang theo một người xa lạ tiến vào truyền tống trận. Tên đội trưởng kia quay đầu lại chừng mắt nhìn mấy tên yêu binh rồi khẽ nói. Cuộc chiến yêu tướng được các đại nhân cực kỳ lưu tâm, cho nên đều phải tìm sự viện trợ từ bên ngoài. Người này có thể được mặc yêu tướng nhìn chúng thì chắc chắn phải rất đặc biệt các ngươi đừng suy đoán lung tung tên đội trưởng đưa mắt nhìn về phía vương lâm và mạc lệ hải biến mất trong lòng thầm nghĩ ngươi này được mạc lệ hải đồng ý đồng thời còn cùng sử dụng truyền tống trận chuyên dụng này thì rõ ràng không đơn giản hơn nữa vừa rồi nhìn bộ dạng của hai người bọn họ thì thấy mạc lệ hải cực kỳ khách khí u vi của người này sợ rằng cũng không phải thấp cửa tây thiên yêu thành mạc lệ hải là yêu tướng một phương nên khi yêu binh ở cổng thành nhìn thấy hắn thì thái độ lập tức trở nên cung kính rồi trực tiếp đưa hai người vào trong thành sau đó mới khom người rời khỏi vương lão đệ hôm nay trong thiên yêu thành thế lực các nơi rất hỗn tạp đặc biệt là lúc này ngoài những yêu tướng tiến kinh bên trong còn có các đại thần của nhiều bè đảng có lẽ ngươi đừng nên cư trú ở bên ngoài theo ta vào trong phủ được không mạc lệ hải nhìn về phía vương lâm dùng giọng chân thành nói trong cửa tây thiên yêu thành có hai thành nhỏ cái đầu tiên là huyền thành cái thứ hai là hồng thành ngoài thiên yêu thành có tám tòa thành nhỏ trong những thành nhỏ này cũng có hai vòng trong ngoài bốn thành thiên địa huyền hoàng ở vòng trong còn bốn thành vũ trụ hồng hoang thì ở vòng ngoài ngoài những võ tướng thì bên trong còn có văn thần căn cứ vào thân phận thì còn có một vài chức thức khác chỗ ta ở chính là hồng thành mạc lệ hải nói vương lâm trầm ngâm một lúc gật đầu nói cứ theo sự sắp xếp của mạc huynh mạc lệ hải mỉm cười rồi gật đầu với vương lâm hắn đi thẳng về phía trước hơn trăm trượng thì có một lối rẽ hai con đường rộng rãi kéo dài ra hai bên trái là huyền thành phải là hồng thành mạc lệ hải dẫn đường vương lâm đi theo sau hôm nay trong hồng thành cực kỳ sầm uất cửa hàng ở khắp nơi khách hàng chen chúc từng đoàn người đi lại trên đường lớn làm khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt con đường này rất rộng nhưng đoàn người lại tập trung ở hai bên ở giữa đường chỉ có một phần ba vị trí là chỗ trống đứng ở trên chỗ này có thể nhìn thấy đầu cuối của con đường ở tít đằng xa đây là đường dành cho quân đội những người bình thường không được đi. Mạc Lệ Hải nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm rơi trên khoảng trống kia thì cười rồi giải thích. Đúng lúc này, phía trước quân đạo truyền đến tiếng gào thét, không lâu sau đã có một đàn chiến mã màu đen từ phương xa chạy tới như tên bắn. Vương Lâm đảo thần thức qua thấy tổng cộng có 19 con ngựa, những quân sĩ bên trên đều mặc áo giáp đen. Tu vi của họ cũng không phải thấp mà đều là tu sĩ hóa thần. Trên người bọn họ, yêu lực tung hoành được dung hợp lại cùng một chỗ bằng một loại phương pháp rất kỳ dị bọn họ phóng đi như bay trên khoảng đường trống, yêu khí lượn lờ bên ngoài giống như tạo thành những hình bóng hư ảo khổng lồ. 19 người này chạy thẳng đến chỗ Vương Lâm và Mạc Lệ Hải. Vương Lâm nhìn Mạc Lệ Hải, thấy người này thần thái tuy rất nghiêm túc, nhưng trên khóe miệng lại ẩn chứa một nụ cười. 19 người kia chạy đến bên ngoài hai người mười trượng thì đồng loạt dừng lại. Tất cả xuống ngựa tiến lên phía trước vài trượng rồi đồng loạt quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói, mặt tướng tham kiếm chủ tướng. Mạc Lệ Hải cười ha hà, hắn vung tay phải lên nói, đều đứng lên đi, vị này chính là vương tướng bạn tốt của bản tướng. Sau này các ngươi gặp hắn thì cũng giống như thấy ta. 19 người này không chút do dự mà tất cả đều hướng về phía vương lâm nói. Tham kiến vương tướng. Vương lâm hơi gật đầu. Âm thanh của hơn 10 người này và tình cảnh nơi đây lập tức dẫn tới sự chú ý của người đi đường khắp bốn phía. Vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi rồi lui ra rất xa. Vương lão đệ, đi vào trong phủ ca ca một chút ta sẽ chuẩn bị rượu ngon để hai người chúng ta cùng nhau đối ẩm một phen, thế nào? Mạc Lệ Hải nhảy người phóng lên trên lưng một con chiến mã. Rượu ngon thật sao? Vương Lâm khẽ đạp một bước, hắn rơi lên lưng một con chiến mã, cười nói. Tất nhiên là rượu ngon. Mạc Lệ Hải và Vương Lâm nhìn nhau rồi cùng cười lên ha hả. Hai người cùng nhau phóng ngựa đi không phân biệt trước sau. 19 người ở phía sau liên tục đuổi theo trên lưng 17 con chiến mã còn lại. Một đám người gào thét phóng ngựa theo chiều gió trên quân đảo đột nhiên phía trước chuyển đến những tiếng vó ngựa vang vọng vẻ mặt mạc lệ hải trầm xuống tốc độ của chiếm mã bên dưới không giảm mà ngược lại còn tăng hẳn lên ánh mắt vương lâm chợt lóe lên hắn nhìn thấy một người quen mọi người đang nói đến chuyện uống rượu thì có tiếng vó ngựa gào thét ở phía trước nhưng trước mặt chỉ có hai người đang phóng tới trong đó có một người mặc áo giáp thanh sắc mái tóc dài màu tím tung bay vất phơ để lộ ra một gương mặt yêu dị đồng thời tướng mạo người này cũng cực kỳ anh tuấn nhưng trên má phải của hắn có một vết sẹo, làm gương mặt của hắn bị biến đổi toàn diện. Vẻ anh Tuấn tiêu tan, thay vào đó là sự hung ác. Người đang ngồi trên chiến mã bên cạnh hắn có gương mặt gầy gò và tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc. Hắn nước mắt đã nhìn thấy người đang phóng đến như tên bắn chính là Vương Lâm, vẻ kỳ dị chợt lóe lên trong mắt hắn. Hai đội người không giảm tốc độ mà phóng thẳng vào nhau, giống như những con yêu thú trực tiếp phóng thẳng đến nhau không chút lưu tình. Ánh mắt của người trên mặt có một vết sẹo tà dị nhìn chằm chằm vào Mạc Lệ Hải trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều không tồn tại mà chỉ có một mình mặc lệ hải mặt đất bên dưới giống như đang run rẩy người hai bên càng lúc càng gần trong nháy mắt khi hai đoàn người sắp tông thẳng vào nhau mặc lệ hải cười lên ha hả hắn ngồi trên lưng ngựa rồi tay phải trực tiếp tung ra một quyền quyền này của hắn giống như một ngọn gió gào thét giống như hư vô đang tan vỡ trực tiếp phóng thẳng về phía người tà dị quyền vừa tới gần đã truyền ra những tiếng nổ ầm ầm quyền ý phá không mà đi vẻ mặt người tà dị vẫn không thay đổi hắn cong tay phải rồi điểm ngón trỏ về phía trước sau đó lại đổi thành ngón giữa với tốc độ rất nhanh trong nháy mắt hắn đã điểm xong năm chỉ ngay sau đó năm ngón tay của hắn lại khép lại thành trùy rồi điểm thẳng về phía trước một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên ở khoảng không giữa hai người chỉ thấy một cơn sóng từ trong hai người khuếch tán ra rồi vang dội khắp bốn phía sau khi nó lan ra ba trượng thì tiêu tán bên ngoài quân đảo không gây tổn hại đến bất kỳ kiến trúc nào hai người đều nắm chắc lực đảo đều thu nhỏ ảnh hưởng lại ở mức thấp nhất cơ thể người tà dị kia đột nhiên lóe lên chiến mã bên dưới kêu lên một tiếng bốn chân nó lập tức nứt toác ra ngoài cơ thể trở nên be bét máu thịt người tà dị mượn thế lùi ngựa ra phía sau ba bước mỗi một bước hạ xuống thì mặt đất cũng trở nên rung động thập băng quyền ý người này nhìn chằm chằm vào mạc lệ hải trầm giọng nói cơ thể mạc lệ hải cũng chấn động chiến mã bên dưới cũng lùi ra phía sau vài bước ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải giơ lên rồi điểm về phía mạc lệ hải một điểm này rất xảo diệu vì nó giúp Mạc Lệ Hải đánh tan rất nhiều lực của đối phương. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu rồi ổn định lại cơ thể. Con chiến mã bên dưới hắn không tổn hại một cọng lông, cùng so với đối phương thì thấy cao thấp đã rõ. Lục chỉ yêu kiếm, cũng chỉ có thế. Mạc Lệ Hải cười nói, ánh mắt lạnh lẽo của người thanh niên tà dị rời khỏi người Mạc Lệ Hải rồi rơi trên người Vương Lâm. Nói, người ngoại lai, người tên gì? Vương Lâm nhìn người này một cái, hắn không nói câu nào người thanh niên tả dị nhướng mày lúc này tên gầy gò đi bên cạnh hắn khẽ nói hắn là vương lâm ánh mắt mặc lệ hải trở nên ngương trọng hắn nhìn sang vương lâm và người gầy gò kia sao các người biết nhau à người thanh niên tả dị nói hắn là đồng hệ sư đệ của ta người gầy gò nhìn vương lâm chậm rãi nói đã lâu không gặp chân đào sư huynh huynh bị trọng thương như vậy xem ra phải bế quan mấy năm mới có thể khôi phục lại được vương lâm trầm giọng nói giọng hắn rất bình thản nghe không biết được là vui hay buồn khoảnh khắc hắn vừa nhìn thấy chân đào thì đã thấy trong cơ thể đối phương có thương tích vết thương này rất nặng thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nguyên thần tuy đã được tên kia mạnh mẽ áp chế nhưng tu vi trước đây là vấn đỉnh trung kỳ thoáng cái đã rơi xuống anh biến viên mãn chân đào hít vào một hơi thật sâu trong lòng cảm thấy kinh ngạc rồi dần hồi phục trở lại trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy vương lâm thì phát hiện tu vi người này từ anh biến trung kỳ đã tăng lên hai cấp đạt đến cảnh giới viên mãn vương lâm sư đệ xem ra ngươi đã gặp được cơ duyên gì rồi. Ngươi ở trong thiên yêu thành phải quan tâm đến người của Đại La Kiếm Tông. Thương thế của ta là do bọn họ ban tặng. Trần Đào chậm rãi nói, trong giọng nói của hắn ẩn giấu một tia phẫn nộ, nhưng không phải hướng về phía Vương Lâm mà nhằm vào Đại La Kiếm Tông. Vương Lâm trở nên trầm mặc, khoảnh khắc sau hắn vỗ vào túi chữ vật rồi lấy ra một túi bình đan dược. Tuy bình đan dược này không có tác dụng gì đối với thương thế của Trần Đào nhưng lại tiêu biểu cho thiện trí của Vương Lâm hắn dùng tay phải ném nó ra rồi không nói tiếng nào cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước mạc lệ hải nhìn hai người đầy thâm ý rồi dẫn theo quân sĩ ở phía sau đi xuyên qua bên cạnh người thanh niên tà dị bọn họ đuổi theo vương lâm rồi mọi người nhanh chóng rời đi người thanh niên tà dị lạnh lùng đảo mắt nhìn qua hình bóng của đám người mạc lệ hải rồi quay đầu lại nói người này như thế nào chân đào thu hồi đan dược hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói nếu ta chưa bị thương thì có thể giết chết người này ngươi đừng xem thường hắn mạc lệ hải này có thần thông tam thức mà thập băng quyền ý là thức đầu tiên yêu hải bách lãng là thức thứ hai thức cuối cùng của hắn được chính yêu đế thân chuyển có uy lực khổng lồ người thanh niên tà dị than nhẹ một tiếng nói nếu ngươi không bị thương thì cuộc chiến yêu tướng lần này ta có thể nắm chắc mười phần chân đào trở nên trầm mặc trong khoảnh khắc nói nếu có đủ tài liệu ta có thể luyện chế một lò thiên nguyên đan có thể trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục đến tu vi vấn đỉnh sơ kỳ người thanh niên tả dị gật đầu nói Chuyện tài liệu ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi thu thập rồi. Hắn lại chuyển đề tài, nói, sư đệ kia của ngươi như thế nào? Trong mắt Trần Đào lộ ra vẻ phức tạp, hắn than nhẹ một tiếng, nói, mạnh, rất mạnh. Dù khi người này tu vi chưa phải là anh biến viên mãn, chỉ là anh biến trung kỳ cũng không ai dám trêu chọc vào hắn. Ánh mắt người thanh niên tà dị trở nên ngương trọng, hắn và Trần Đào quen biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trần Đào dùng cách thức như vậy để nói về một người khác. Trên quân đảo, Mạc Lệ Hải nhìn thoáng qua Vương Lâm ở bên cạnh, hắn mỉm cười nói. Đa tạ Vương Lão Đệ vừa rồi đã tương trợ, nếu không chỉ sợ con chiến mã của ta cũng trở thành một bãi máu thịt. Việc nhỏ thế này Mạc Huynh không nên nhắc đến làm gì. Vương Lâm lắc đầu nói. Người vừa rồi tên là Thạch Tiễn, thần thông lục chỉ kiếm quyết của hắn uy lực rất khó lường. Lại có sự tương trợ của sư huynh ngươi, hắn sẽ là một kinh địch của ta lần này. Mạc Lệ Hải chậm rãi nói. Đoàn người tiếp tục phóng như bay trên quân đảo sau một nén hương thì dừng lại bên ngoài một tòa phủ nơi đây cũng không lớn nhưng đình viện lại rất đầy đủ trong ngoài còn có giả sơn hồ nước cảnh vật rất trang nhã chỗ vương lâm ở nằm ở phía nam sau khi đi xuyên qua một hòn giả sơn mạc lệ hải vì vương lâm mà sắp xếp hai quân sĩ sau đó hắn phải đi vào đế đô gặp mặt yêu đế để báo cáo công tác trước khi đi hắn nói với vương lâm vài lời đợi sau khi hắn trở về sẽ cùng nhau uống rượu luận bàn vương lâm khoanh chân ngồi trong phòng hành trình lần này đi lên kinh đô Ngoại trừ ước hẹn với Mạc Lệ Hải thì chức vị yêu tướng cũng là một mục đích của hắn. Đây là kinh đô của toàn bộ thiên yêu quận, cao thủ nhiều như mây. Chỉ có thể tạo nên ấn tượng trong đám người này mới có thể được yêu đế để ý. Nếu được như vậy thì Vương Lâm sẽ rất dễ dàng đoạt được chức vị yêu tướng. Chân Đào có tu vi vấn đỉnh trung kỳ mà bị người ta đánh bị thương, hơn nữa còn phải rơi xuống anh biến viên mãn. Hắn đã nói là người của Đại La Kiếm Tông. Bọn chúng có cả thầy 10 người tiến vào yêu linh chi địa. Những tên này ngoại trừ việc nhiều người liên thủ, bằng không sẽ không thể gây ra những thương thế mức độ đó với trần Đào vương lâm trầm ngâm một hồi lâu rồi hít vào một hơi thật sâu vừa rồi hắn đưa đan dược cho trần Đào mục đích chủ yếu là truyền đạt một chút thiện ý trong thiên yêu thành tuy giữa hắn và trần Đào cũng có chút lằng nhằng nhưng dù sao cũng là đồng môn khi phải đối mặt với đại la kiếm tông thì phải liên kết lại vương lâm suy xét một hồi lâu sau đó hắn nhắm chặt hai mắt bế công rồi ngồi xuống thổ nạp đến hoàng hôn thì mặc lệ hải quay trở về trong mắt hắn ẩn giấu vẻ vui mừng Hắn ngồi uống rượu luận đàm với Vương Lâm. Khi hai người nói về thuật thần thông, thì Mặc Lệ Hải đem thần thông của vài yêu tướng có mức độ ngang bằng hắn ở trong thiên yêu cuộn nói ra từng người một. Thời gian dần trôi, nháy mắt Vương Lâm đã ở trong mạc phủ được bốn ngày. Những ngày này hắn hầu như toàn chìm nắm vào trong tu luyện, thổ nạp yêu lực chuyển hóa thành tiên lực, cố gắng bồi đắp nguyên thần. Vương Lâm không hỏi đến ngày xảy ra cuộc chiến giữa các yêu tướng. Hắn biết khi cần mình xuất thủ thì Mặc Lệ Hải chắc chắn sẽ nói, cho nên Vương Lâm không vội hắn cả ngày ngoại trừ tu luyện thì cũng là trầm tư đi lại trong sân có những ngọn giả sơn cái hắn đang nghĩ chính là sát lục tiên quyết sau khi trải qua cuộc chiến ở cổ yêu thành vương lâm đã càng thêm hiểu sâu tiên quyết này ba tháng ở trong sơn cốc của bộ tộc luyện hồn vương lâm cũng trải qua những ngày như vậy mỗi ngày ngoại trừ việc tu luyện thì lại suy nghĩ đến sát lục tiên quyết lúc này đối với hắn mà nói thì chẳng qua cũng chỉ thay đổi vị trí mà thôi không ảnh hưởng đến tâm tính thái độ ung dung của vương lâm làm cho hai quân sĩ phụ trách những sinh hoạt hàng ngày của hắn phải âm thầm chú ý rồi dần dần có ý bội phục bọn họ thấy với mức độ tu vi của vương lâm mà vẫn còn phải siêng năng tu luyện như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành một yêu tướng mạc lệ hải mấy ngày này cực kỳ bận rộn hầu như mỗi ngày hắn đều phải đi sớm về muộn hắn đi thăm hỏi các yêu soái và phó soái ngoài ra còn phải qua lại với một số yêu tướng có quan hệ thân thiết hai bên trao đổi với nhau một số tin tức Mạc Lệ Hải cảm thấy Thiên Yêu Thành lúc này đúng là phong vân tụ hội, một bầu không khí nặng nề gây ra áp lực lên tất cả mọi thứ, khi cuộc chiến giữa các yêu tướng xảy ra thì mọi thứ sẽ bùng nổ. Vương Lâm Yên lặng sống trong Mạc phủ. Sau 4 ngày hắn không còn tu luyện nữa mà ngồi khoanh chân trong sân. Hai tay hắn bắt pháp quyết rồi nhanh chóng biến hóa, bên trong mỗi một biến hóa đều ẩn chứa dấu ấn của sát lục tiên quyết. Một lần Vương Lâm ngồi xuống thì thời gian đã trôi qua 7 ngày lúc đầu hai người quân sĩ phụ trách cho những việc sinh hoạt hàng ngày của vương lâm còn yên lặng đứng nhìn cách đó không xa nhưng bọn họ cảm thấy trong lòng có một luồng sát lục chi khí dần dần sinh ra rồi điên cuồng vận chuyển hai người bọn họ chấn động tâm thần giống như không thể khống chế được mà hai mắt trở nên đỏ hồng rồi lộ ra những luồng sát khí nồng đậm thần trí của hai người bọn họ cũng trở nên tiêu tán khi luồng sát lục chi khí này nồng đậm đến cực điểm khi hai người bọn họ đang muốn bùng nổ thì vương lâm đang ngồi xếp bằng lại mở đôi mắt ra trong mắt lộ ra vẻ thanh tĩnh hai người quân sĩ này nhìn thấy ánh mắt vương lâm thì lập tức tỉnh táo trở lại giống như bị dội vào một gáo nước lạnh tuy nói như vậy nhưng yêu lực trong cơ thể hai người bọn họ lại tiêu tán hơn một nửa hai người họ trở nên kinh hoàng rồi lùi ra thật xa không bao giờ dám nhìn vương lâm tu luyện nữa sát lục tiên quyết dùng chết chóc để sinh ra lạc ấn cho đến bây giờ số lượng sinh linh bị ta giết chết rất nhiều nhưng vì sao sát lục chi khí lại không nhiều ở phương diện này chắc chắn phải có nguyên nhân trong mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm hắn hồi tưởng lại một cách cẩn thận khoảng thời gian sau khi học tập sát lục tiên quyết từng tình cảnh mỗi lần hắn luyện hóa thành công từng cảnh tượng trong hồi ức hiện lên trong đầu vương lâm mỗi một quá trình đều dài răng rẳng vương lâm ngồi trong sân chậm rãi lục lọi mỗi lần hắn luyện hóa sát lục chi khí thành công sẽ được làm chậm lại đến mức vô cùng ở trong đầu hắn đang tìm kiếm một cơ hội rất lâu sau vương lâm thầm than một tiếng hắn đã cẩn thận tìm tòi khi trải qua mấy lần luyện hóa sát lục chi khí nhưng hầu như cảm thấy không có bất kỳ sự tương đồng nào giống như tất cả đều do hắn ngẫu nhiên đoạt được, giống như là tất yếu. Hình như khi giết chết tư mã viêm thì có chút kỳ quặc, khi đó ta nén giận xuất thủ, lại luyện hóa được một đạo sát lục chi khí. Ánh mắt vương lâm chợt lóe nhưng lại lập tức trở nên ảm đạm. Nhưng điều này cũng nói không thông, hình như trước đó hắn luyện hóa sát lục chi khí thì trong lòng cũng không có gì dao động. Hơn nữa lại có vài đạo sát lục chi khí được luyện hóa từ trong yêu binh, cụ thể là yêu binh nào thì hắn không thể biết được. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, trước sau vẫn chưa nắm được mấu chốt hắn dần nhíu mày sát lục tiên quyết là một trong những trọng điểm trong chuyến đi tiến vào lãnh thổ yêu linh lần này năm xưa mục đích của ta khi học thần thông này là để chống đỡ thác sâm thác sâm quá mạnh chỉ có sử dụng rất nhiều sinh cơ lạc ấn mới có thể chống lại được bây giờ ta có huyết hồn nan hai loại khác biệt này phối hợp với nhau thì có thừa khả năng bảo vệ tính mệnh nhưng huyết hồn nan dù sao cũng chỉ có hạn nên trọng điểm của ta chính là sát lục tiên quyết vương lâm trở nên trầm ngâm Hắn đã tu luyện sát lục tiên quyết được vài năm, sau khi luyện hóa ra được một đạo sát lục chi khí thì chứng tỏ pháp thuật này đã có chút thành tựu, nhưng nếu hắn muốn pháp thuật này đại thành thì quả là quá khó. Ta cảm thấy bên trong sát lục chi khí còn có điều huyền bí, chỉ tiếc là ta khống chế quá ít, không thể thử nghiệm được. Vương Lâm nâng tay phải lên, trong những cái ngón tay có năm đạo hôi khí đang nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ có năm đạo. Mặc dù tính cả một đạo trên người thì cũng chỉ là sáu đạo mà thôi. Vương Lâm than nhẹ, Sát lục tiên quyết này hắn chưa thể suy xét được một cách triệt để, còn làm sao để sinh ra sát lục chi khí thì hắn vẫn chưa thể giải thích được. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng mỗi nguyên nhân đều chỉ giải thích được duy nhất một vấn đề, không thể thông suốt được. Xem ra ta phải thí nghiệm thật nhiều, thôi diễn hàng loạt, mới có cơ hội lĩnh ngộ được sự huyền bí bên trong sát lục tiên quyết. Mắt vương lâm chợt lóe lên hàn quang, một luồng sát khí lại hiện ra bên trong. Hắn trầm ngâm một lát, thần thức lại lập tức tản ra rồi đảo qua một vòng. Hắn tìm được hai người quân sĩ phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho mình sau ngọn giả sơn bên ngoài sân. Hai người bọn họ có thể nói là từ tận đáy lòng sinh ra hoảng sợ đối với thần thông của Vương Lâm. Họ không dám tiếp cận, nhưng mệnh lệnh của chủ tướng lại bắt buộc phải tuân theo. Vì vậy bọn họ phải đứng canh gác bên ngoài sân không cho phép bất cứ người nào đến làm phiền. Thần thức Vương Lâm đảo qua bên cạnh hai người quân sĩ rồi truyền ra một đạo thần niệm. Sau khoảnh khắc, hai người quân sĩ từ ngoài sân đi vào. Họ dừng lại bên ngoài Vương Lâm ba trượng, cùng cung kính nói tham kiến vương tướng ta muốn đi ra ngoài một chuyến hai người các ngươi dẫn đường vương lâm bình thản nói hai tên lính ngẩn người ra rồi vội vàng xưng vâng vương lâm tiến thẳng về phía trước đã bước ra ngoài mấy trượng rồi đi thẳng ra bên ngoài hai người quân sĩ lập tức đi theo phía sau một người trong đó có chút do dự cung kính hỏi vương tướng có cần chuẩn bị chiến mã không không cần vương lâm lóe người lên đã đi qua ngọn giả sơn rồi bước thẳng ra ngoài sân Một nhóm ba người đi ra khỏi Mạc phủ, Vương Lâm đi thẳng ra Mạc phủ thì chính là cửa đông của Hồng Thành. Chỗ này tương đối yên tĩnh, hắn cất bước thong thả đi về phía trước. Vương Lâm cất bước không nhanh, hắn vừa đi vừa quan sát bốn phía. Dân già hắn đi qua cửa đông rồi đến con đường trung tâm Hồng Thành, chỗ này rất gần bến sông nên người qua kẻ lại rất nhiều, cửa hàng ở đây mọc lên san sát và rất náo nhiệt. Những tiếng huyên náo từ từ truyền thẳng vào tai, nam nữ trên đường qua lại như thoi. Quần áo của Yêu Linh rất phóng khoáng, đặc biệt là quần áo của những cô gái rất đẹp và lộ ra hơn phân nửa da thịt nhìn vào cảm thấy rất đẹp mắt tất cả mọi cảnh tượng trước mắt làm cho tâm tình của vương lâm sau nhiều ngày đến đây trở nên buông lỏng hắn chậm rãi bước đi giống như những người khác ở xung quanh tiên lực trong cơ thể đã giấu kín đi từ lúc nào giống như một dòng nước không ngừng được vận chuyển rồi trở nên khô cạn trên đường đi chốc chốc vương lâm lại dừng ở bên ngoài một cửa hàng quan sát vài lần hoặc là đi vào bên trong hoặc là rời khỏi nhưng mỗi lần hắn ngừng lại đều rất ngắn hắn giống như một người khách qua đường tha hương trên đất khách rồi chậm rãi cất bước đi về phía trước tướng mạo của vương lâm cũng không phải là anh tuấn nhưng theo thời gian tu hành lại có một luồng khí chất xuất trần thoát tục tản ra vài cô gái khá phóng khoáng trong những người đi đường khắp bốn phía lâu lâu đi ngang qua lại chuyển ánh mắt lên người vương lâm quần áo toàn thân của vương lâm đều màu trắng tư xa nhìn lại giống như những kẻ trói gà không chặt giống như một kẻ thư sinh còn hai người quân sĩ đi theo phía sau hắn thì trong mắt mọi người chính là những hộ vệ điển hình chẳng qua trên người vương lâm có một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với nơi đây làm cho hắn không thể thật sự dung nhập vào trong thế giới này đồng thời hình bóng của hắn dần dần mờ nhạt đi người khắp bốn phía lâu lâu lại có một cặp nam nữ nói cười đi ngang qua vẻ mặt rất thân mật hình bóng của vương lâm so sánh với bọn họ thì giống như một người cô độc hắn đi bên trong đoàn người náo nhiệt ở đây giống như một thế giới khác từng đôi nam nữ bầu trời và tất cả mọi thứ trước mặt không có bất kỳ nửa điểm quen thuộc nào đối với hắn một tâm tình không nói nên lời đột nhiên nổi lên trong lòng vương lâm hắn than nhẹ một tiếng con đường này còn rất dài nhưng hắn lại không muốn đi tiếp nữa sắc trời đã dần tối vương lâm đang muốn xoay người rời đi thì bên tai chuyển đến một tiếng đàn tiếng đàn rất nhẹ bên trong nó ẩn chứa một chút bi thương nhàn nhạt tiếng đàn vang lên trong khoảnh khắc này lại phù hợp một cách kỳ dị với tâm tình vương lâm hắn đang chuẩn bị rời đi lại phải ngừng ngay lại vương lâm chậm rãi đi tìm tiếng đàn trên con đường cách đó không xa có một nhánh sông con sông này bao quanh Hồng Thành, là một trong những dòng sông ở Thiên Yêu Thành. Trên sông có vài con thuyền hoa, tiếng đàn được truyền ra từ một trong những con thuyền đó. Vương Lâm lẳng lặng đứng trên con đường sát bờ sông lắng nghe tiếng đàn. Với thị lực của hắn chỉ cần đảo mắt đã nhìn thấy một người con gái đang đánh đàn trên thuyền hoa. Cô gái này chỉ để lộ ra bóng lưng. Bóng lưng của nàng cũng giống như tiếng đàn, lộ ra vẻ bi thương và cô độc. Trước người nàng không xa có vài người thanh niên đang vui vẻ uống rượu những tiếng cười đùa vang lên lẫn vào trong tiếng đàn làm nó trở nên lạc điệu. Vương Lâm lẳng lặng nhìn thuyền hoa, tiếng đàn rơi vào trong tai hắn. Hắn đang thưởng thức, đang chậm rãi tìm được một cảm giác quen thuộc. Giờ khắc này giống như hắn đang quay về nhà của hắn và Lý Mộ Uyển, sơn cốc an bình kia trên chu tước tinh. Tiếng đàn của Uyển Nhi trong cuộc sống bình thường vẫn luôn đi theo Vương Lâm. Trong tiếng đàn của Uyển Nhi cũng có một cổ bi thương nhẹ nhẹ. Khi đó Vương Lâm nghe thấy nhưng lại không hiểu, vì những bi thương trong tiếng đàn quá hư vô quá mờ ảo sau khi huyền nhi đi vương lâm không còn được nghe thấy tiếng đàn giống như vậy nữa nhưng hôm nay ở chỗ này hắn lại nghe thấy tiếng đàn những bi thương ở bên trong lòng lại chậm rãi hiện ra trước khi chưa mất đi lý mộ huyền cảm giác của vương lâm đối với nàng thủy trung chỉ dừng lại ở một phần cảm động và trách nhiệm sau mấy trăm năm chờ đợi cái đó cũng không phải là tình yêu nhưng khi huyền nhi đi rồi khoảng thời gian sau đó của vương lâm cứ một lần rồi lại một lần không biết từ lúc nào cứ hiện ra những hồi ức của hắn và lý mộ huyền Lúc đó lòng của hắn rất đau, giống như lạc chân vào một cánh rừng đầy bi thương. Trong cánh rừng đó, tình cảm ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh. Nỗi đau giống như một chén nước đầy trong lòng Vương Lâm lúc nào cũng nổi lên những cơn sóng khó có thể phai mờ. Hắn lúc nào cũng nhớ cặp mắt kinh hoàng của Uyển Nhi khi lần đầu tiên hắn gặp nàng. Tiếng đàn rót vào trong tai rõ ràng là giả nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được. Uyển Nhi đang đi từng bước trong hư vô tiến về phía hắn rồi nhào vào trong lồng ngực. Giống như năm xưa trong sơn cốc, Hắn và Lý Mộ Uyển cùng nhau ngồi dưới ánh chiều tà, lặng lặng nhìn mặt trời lặn và chờ đợi mặt trời mọc. Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi mới muốn níu kéo, sau khi ly biệt mới mơ ước được quay đầu. Những năm tháng khi Uyển Nhi rời đi đều lần lượt quay trở về, rồi lần lượt hiện rõ lên, làm cho hình bóng của Lý Mộ Uyển trong lòng Vương Lâm càng ngày càng đậm, càng lúc càng nặng, khắc sâu vào tận đáy lòng hắn rồi trở thành một hình tượng vĩnh cửu vô cùng vô tận. Sắc trời dần tối, bóng đêm đang buông xuống trên bầu trời dần xuất hiện những vầng sáng. Trên mảnh đất yêu linh, ánh sáng có nhiều đến mức không thể tưởng tượng được, như ánh mặt trời, ánh trăng. Chúng từ đâu đến không quan trọng, quan trọng là trong những ánh sáng le lói lúc này có mang theo tiếng đàn, nó đập thẳng vào những ký ức phủ bụi thời gian trong lòng Vương Lâm. Ánh sáng trên bầu trời chiếu thẳng vào mắt Vương Lâm, tiếng đàn lại truyền vào tai, cuối cùng mọi thứ hóa thành những cơn sóng tâm sự ngưng tụ lại trong lòng hắn. Những tâm tình cô quạnh này lắng đọng sâu tận tim can, nó sẽ mãi mãi không bao giờ tiêu tan tiếng đàn bên tai càng lúc càng nhỏ vương lâm giơ tay phải vuốt nhẹ lên mi tâm giống như hắn đang chạm vào người lý mộ uyển trong hạt châu thiên nghịch hắn lẩm bẩm khẽ nói uyển nhi chúng ta sẽ gặp lại nhau đây là một lời hứa của ta đối với nàng thuyền hoa đã đi xa bóng lưng của người con gái kia cũng dần tan biến khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ tiêu tán cô gái hình như có linh tính nàng khẽ xoay người nhìn thoáng qua con đường sát bờ sông ở nơi xa trong mắt nàng chỗ đó rất tối không có một tia sáng nào nhưng hình như nàng nhìn thấy được một hình bóng cô độc đang dần tan biến trong bóng tối. Người con gái trên thuyền hoa khẽ than nhẹ một tiếng, những ngón tay như ngó sen khẽ đụng vào dây đàn, một tiếng đàn bi thương lập tức vang vọng ra hai phía sông bên ngoài con thuyền hoa rực sáng. Nhưng tất cả đập vào mắt nàng chỉ là một khoảng không đen kịt bất kể ban ngày hay ban đêm. Trong bóng đêm, những ngón tay nàng khẽ lướt trên dây đàn, những tiếng cười nói trên thuyền hoa truyền đến tai nàng, giống như tiếng đàn của nàng vừa phát ra đã bị chúng phá tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng ngồi ở đầu thuyền, trong mắt không có bất kỳ tia sáng nào, nhưng trong khoảnh khắc này nàng lại giống như một đóa hoa sen, thân ở trong bùn lầy nhưng không nhiễm chút bụi trần. Một mình nàng ngồi đó đón gió, không ai hiểu, không người nào lưu tâm. Tiếng đàn vẫn còn vang vọng, nhưng không có người nào thật sự lắng nghe. Cho dù có, nàng cũng không thể nhìn thấy. Vương Lâm rời khỏi bờ sông, đi thong thả trong đêm. Hai binh sĩ đi phía sau hắn quay sang nhìn nhau, đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương. Bọn họ thấy Vương Lâm nửa ngày nay ngoài việc đi dạo thì toàn đứng bên cạnh bờ sông ngẩn ngơ. Lúc này trời đã tối nhưng người này vẫn bước đi thong thả như trước. Trong bóng đêm, trong hồng thành đèn đuốc sáng rực, dường như không ngủ. Vương Lâm thong thả bước đi, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của hồng thành. Cả kiến trúc to lớn này bị bao phủ bởi một cỗ khí tức cực kỳ áp bức. Cỗ khí tức này tràn ngập tử ý và oán khí. Nơi đó là một trong tứ đại lao ngục của kinh đô, Hồng Lao. Quân sĩ phía sau Vương Lâm thấy ánh mắt hắn, thấp giọng nói hồng lao vương lâm gật đầu trong hồng lao này đều là trọng phạm nơi này được canh gác nghiêm mật không có lệnh bài căn bản không thể đi vào người quân sĩ kia lại giải thích vương lâm cẩn thận nhìn hồng lao này hắn trước đó đã phát hiện ra một cỗ yêu khí cường đại cỗ yêu khí này không kém mặc lệ hải chút nào hắn trầm ngâm một chút sau đó đi về phía mạc phủ sau khi trở lại mạc phủ vương lâm đi thẳng tới chỗ mạc lệ hải hắn đang ngồi khoanh chân thổ nạp vương lâm đẩy cửa đi vào mạc lệ hải liền mở mắt nhìn vương lâm ta muốn tới hồng lao mạc huynh có thể có phương pháp gì hay không mạc lệ hải ngẩn ra nhìn vương lâm không hỏi nguyên nhân mà trầm tư trong chốc lát nói có hơi khó khăn vương lâm nhướng mày quỷ dị nói vậy tìm cách xem mạc lệ hải mỉm cười nói ngươi muốn ở đó bao lâu một tháng đi vương lâm đáp tu luyện sao ánh mắt mạc lệ hải sững lại nói Vương Lâm nhìn Mạc Lệ Hải gật đầu, nói, ta muốn giết chóc, nếu ở trong thành mà giết quá nhiều người sợ sẽ gây ra không ít phiền toái. Nói xong Vương Lâm lại thêm một câu, nếu ta thành công thì khi trợ giúp ngươi sẽ càng nắm chắc hơn. Mạc Lệ Hải nghe vậy đứng vụt dậy, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm gần từng chữ. Ngươi khẳng định, Vương Lâm không nói nhiều, vung tay phải lên. Trên tay hắn xuất hiện năm đạo sát lục khí hình thành năm con thương long, tốc độ như chớp lao về phía Mạc Lệ Hải. Mạc Lệ Hải cười ha hà, tay phải nắm thành quyền đánh ra. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, năm đạo khí kia liền tan nát. Nhưng nét tươi cười của Mạc Lệ Hải sững lại, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị, thân thể lùi lại phía sau ba bước. Trước mắt hắn, năm đạo khí kia trong nháy mắt lại dung hợp lại, hình thành năm con thương long một lần nữa. Một cỗ sát khí nồng đậm từ chúng phát ra, dường như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ khắp bốn phía. Gia binh bên trong Mạc phủ bị kinh động vội vã chạy tới nơi này. Cùng lúc đó, năm đạo sát khí kia gào thét lao ra ánh mắt mạc lệ hải lóe lên lại đánh ra một quyền nữa trong không trung liền truyền tới những tiếng va chạm rầm rầm năm đạo khí màu xám đó nhanh như chớp len qua quyền phong của mạc lệ hải đánh thẳng tới trước ngực hắn sát lục khi trong nháy mắt tới gần chỉ còn cách thân thể mạc lệ hải bảy tắc thì bị một tầng yêu lực đột nhiên xuất hiện đánh bật trở lại nhưng tấm màn yêu lực trước người mạc lệ hải cũng bị chấn động kịch liệt nếu thứ khí xám này vượt qua vài ngàn thì ngươi sẽ không còn thoải mái như vậy đâu vương lâm chậm rãi nói ánh mắt mặc lệ hải lộ kỳ quang thứ khí sát lục này không phải lần đầu hắn mới gặp so với hai lần trước thì uy lực lần này mạnh hơn quá nhiều hắn quyết đoán nói một tháng quá lâu ta không thể làm được nhưng nếu là bảy ngày thì không có vấn đề gì trong hồng lao có hơn vạn trọng phạm đủ cho ngươi tu luyện trong bảy ngày ngươi chờ ta trong ba ngày ta sẽ trả lời chính xác cho ngươi vương lâm gật đầu xoay người rời đi mạc lệ hải ngồi trong phòng ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm hắn lẩm bẩm vương lâm này quả nhiên không thể xem thường lúc đầu lấy mạng thập tam đổi lấy sự giúp đỡ của người này đúng là lựa chọn đúng đắn không cần nói tới uy lực của trường ấn kia chỉ thứ sát khí màu xám này cũng cực kỳ bất phàm thứ khí xám này chỉ có năm đạo chưa thể phát huy toàn bộ uy lực mà đã có thể chấn động yêu giáp của ta sự sắc bén của nó đã có thể so với yêu kiếm trọng yếu nhất chính là trong khí xám này có một thứ biến hóa ta không giải thích nổi không ngờ lại có thể dẫn động sinh cơ trong cơ thể ta nếu thật sự có thể làm cho thứ khí xám này hình thành tới mấy ngàn thì hẳn cực kỳ đáng sợ. Vương Lâm tốt nhất không thể để hắn trở thành kẻ địch, phải bảo trì quan hệ thật tốt. Hắn trầm tư một lúc, sau đó ra khỏi phòng, vội vã đi lo chuyện để Vương Lâm tiến vào hồng lao. Vương Lâm vẫn chưa về phòng mà ngồi khoanh chân trong sân. Bốn phía yên tĩnh, nhưng tai hắn vẫn nghe thấy loáng thoáng có tiếng đàn. Tiếng đàn này mặc dù rất nhỏ nhưng lại có chút ý vị, rất lâu không tiêu tan. Một đêm này Vương Lâm không tu luyện, không thổ nạp, thậm chí trong đầu cũng không suy nghĩ tới sát độc tiên quyết. Hắn chỉ lặng lặng ngồi trong sân, yên lặng nhìn bầu trời, lặng nghe tiếng đàn trong lòng. Thân hình hắn dưới ánh trăng tạo thành một cái bóng dài, ở trong mảnh sân yên tĩnh trông vô cùng hưu quạnh. Một mình lẻ loi, một bầu mỹ tử đặt bên cạnh vương lâm. Hắn vừa nghe đàn vừa uống rượu, thân ảnh hưu quạnh dần dần tỏa ra ngoài thân thể. Dường như tan trong ánh trăng, ánh trăng như dọi thẳng vào trái tim hắn. Vương lâm ta từ 16 tuổi tu đạo, cho tới hôm nay sớm đã quên mất tháng năm không biết tới thân thể vương lâm cầm vò rượu uống một ngụm lớn rượu chảy từ khóe miệng hắn xuống rơi trên vạt áo vương lâm nhìn bầu trời đầy sao ánh mắt lộ vẻ cô độc người tu đạo là nghịch thiên mà đi cả đời nhất định phải cô độc tiếng đàn đã tắt nhưng vương lâm lại vẫn như nghe thoang thoảng hắn lau rượu trên khóe miệng thì thầm cả đời cô độc chỉ là vì tâm cầu đạo nhưng cái cảm giác cô độc này có mấy ai có thể chính thức được nếm trải giống như thứ rượu này mới vào miệng thì cay xuống tới bụng lại hóa thành hơi ấm trong ánh trăng sáng cô đơn uống rượu nghe đàn mà ngẫm nhân sinh ta không biết tu sĩ ngàn năm làm sao có thể chịu nổi sự cô tịch này nhưng ta biết nếu trong lòng không có nửa điểm cảm động thì tu đạo chẳng qua cũng chỉ là tự nhận mà thôi không phải là thiên đạo thiên địa bất nhân tu sĩ nghịch thiên mà đi nếu trái tim cũng bất nhân như vậy thì có khác gì thiên địa sao dám xương là nghịch thiên tu hành chữ nghịch này làm sao nói được chẳng qua chính là thuận thiên mà hành động. Từ xưa tới nay kẻ thuận thiên thì được thiên địa sủng ái. Nhưng cái sự sủng ái này chẳng qua chỉ với thân phận một con kiến hôi. Đạo của ta không phải thuận thiên, trong lòng luôn giữ một tia cảm động. Nghịch thiên mà đi, nghịch thiên tu đạo, cầu không chỉ là trường sinh mà còn là muốn thoát khỏi thân phận con kiến hôi này. Vương Lâm uống sạch rượu, giơ lên ném xuống đất. Vỏ rượu rơi xuống, choang một cái liền vỡ tan. Vương Lâm vuốt mi tâm, thân thể nghiêng đi, cảm xúc trong ánh mắt dần dần biến mất như nước chảy qua bàn tay. Đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy. Vương Lâm mở to hai mắt. Mọi cảm xúc khi say rượu này trong một khắc đã bị hắn chôn sâu trong lòng. Phong ấn ở một nơi không thể nào chạm tới. Ba ngày chỉ thoáng chốc đã trôi qua. Trong ba ngày này Vương Lâm không tu luyện, sáng sớm đã rời mạc phủ, đi tới cạnh bờ sông ngồi xuống, chờ đợi hoa thuyền đi ngang qua, nghe tiếng đàn ngắn ngủi quẩn quanh. Tiếng đàn bi thương kia chạy khắp tâm thần hắn xuyên qua phong ấn trong trí nhớ tiến vào tận đáy lòng hắn được nghe tiếng đàn uống rượu do quân sĩ mua tới vương lâm nắm chìm trong đó lại có một thứ cảm ngộ khác nữ tử trên hoa thuyền chẳng hay biết trong ba ngày này lại có một người tới chăm chú nghe tiếng đàn của nàng nàng chỉ biết mỗi lần hoa thuyền đi qua đây thì trong nỗi bi thương trong lòng càng đậm nỗi bi thương này theo ngọc thủ của nàng truyền vào cây đàn nhẹ nhàng đàn lên ba ngày này vương lâm rất bình an rời xa hết thảy phân tranh rời xa mọi sát phạt quên mất cả ước hẹn với Mạc lệ hải quên mất của ước mong vấn đỉnh kỳ của mình hắn chỉ có tiếng đàn quẩn quanh có rượu làm bạn dùng thời gian 3 ngày để tẩy lễ tâm linh nữ tử kia hắn chưa từng nhìn mặt chỉ nhìn thấy bóng lưng và tiếng đàn cũng đã đủ rồi nếu không phải Mạc lệ hải đã thu xếp xong chuyện hồng lao thì vương lâm vẫn cứ ngồi đó tiếp tục cảm ngộ hắn không biết mình đã ngồi bao lâu nhưng đến một ngày kia tiếng đàn đứt đoạn không còn vang lên nữa thu hồi lại tâm thần từ trong tiếng đàn vương lâm đứng lên nhìn thoáng qua hoa thuyền đang đi xa dần xoay người rời đi trong khoảnh khắc khi hắn xoay người nữ tử trên hoa thuyền lại quay đầu lại nhìn về phía bờ sông xa xa trước mắt nàng chỉ là một khoảng đen tối nhưng lúc này đây khi thân ảnh nam tử kia rời đi lại hiện rõ trước mắt nàng minh nguyên ngươi nhìn gì vậy một tiếng nói bình thản từ bên cạnh nữ tử truyền đến tiếng đàn đột nhiên dừng lại nữ tử quay đầu chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay ngọc đang đặt trên cây đàn nhẹ nhàng run rẩy Âm thanh này đối với nàng mà nói đại biểu cho trời cao. Không thể chống cự. Tiếng đàn của ngươi vừa rồi rất buồn. Khách nhân muốn ngươi đổi bài khác. Tiếng nói bình thản kia lộ ra vẻ không thể cự tuyệt. Nữ tử trầm mặc, đôi tay run rẩy đặt lên dây đàn. Tiếng đàn biến đổi, nghe như tháng ba mùa xuân, tràn đầy niềm vui. Từ trên dây đàn vang lên, từ từ bay khắp hoa thuyền trên sông nhỏ. Tốt lắm, từ nay về sau cứ đàn như vậy đi. Tiếng nói vừa rồi lại truyền tới. Tiếng đàn này thoạt nghe có vẻ vui tươi nhưng nghe kỹ mới thấy đó chỉ là bề ngoài, bên trong đó ẩn chứa tiếng khóc vô thanh. Trong tiếng khóc này như ẩn chứa vết thương lòng, nếu dùng từ ngữ để hình dung chỉ có thể là miệng cười nhưng nước mắt chảy vào trong. Tiếng đàn phiêu đãng, trong hoa thuyền truyền ra những tiếng cười vui vẻ vang lên cùng với tiếng đàn, nhưng thủy chung vẫn không tài nào dung hợp được với nó. Miệng tuy cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, mang theo đắng cay vô cùng. Nỗi cay đắng ẩn sâu trong tiếng đàn, nỗi bi thương này không người nào thấu hiểu. Tiếng đàn nọ theo hoa thuyền đi xa, dần dần khuất bóng, chỉ để lại mặt sông vài gợn sóng lăn tăn, chậm rãi lan về đôi bờ. Khúc nhạc vui vẻ nhưng ẩn chứa bi thương truyền vào trong tai Vương Lâm. Cước bộ hắn xứng lại nhưng không quay đầu, vẫn bước tiếp về phía trước. Nửa đêm, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Ánh trăng bao phủ mặt đất như một tầng áo lụa màu bạc, trải khắp núi sông. Từ Mạc phủ có thân ảnh hai người nhoáng lên, như hai làn khói lao thẳng về phía Hồng Thành. Tốc độ bọn họ cực nhanh phóng vọt qua vài lầu các ngã tư đường đã tới đại lao hồng thành hồng lao này từ xa nhìn lại âm u và tràn ngập sắc khí oán khí hình thành nên một ngọn lửa yêu dị thiêu đốt cả bầu trời đêm bên ngoài hồng lao hai thân ảnh từ mạc phủ dừng lại hóa thành hai người đó chính là mạc lệ hải và vương lâm hai người vừa mới xuất hiện cánh cửa cực lớn bằng sắt của hồng lao đột nhiên hé ra một nam tử sắc mặt âm trầm dáng người to béo từ bên trong đi ra liếc nhìn hai người không nói lời nào chỉ vẫy tay một cái, sau đó liền lùi lại. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nam tử sắc mặt âm trầm này không ngờ giống như Mạc Lệ Hải, đều có tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Mạc Lệ Hải bước về phía trước một bước, lách người qua khe hở trên cánh cửa sắt. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm theo sau. Trong cửa sắt, nam tử sắc mặt âm trầm kia nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói: "Người mà Mạc huynh nói đây ư?" Mạc Lệ Hải gật đầu, nói: "Đúng thế, mọi sự đều nhờ cả vào hứa huynh." Nam tử họ Hứa khẽ gật đầu nói: "Ngươi đi đi." Ta dẫn hắn vào trong. Mạc Lệ Hải đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Vương lão đệ, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành." Vừa nói thân thể hắn liền bước một bước, đột nhiên biến mất. "Ngươi tên là gì?" Nam tử họ Hứa nhìn Vương Lâm nói: "Vương Lâm." Tiếng nói Vương Lâm bình thản vang lên. Nam tử họ Hứa cũng không nói gì thêm, xoay người đi vào phía trong hồng lao. Vương Lâm trầm ổn đi theo, không hề chớp mắt càng đi vào sâu, oán khí và sát khí nơi này càng đậm. Nam tử áo xám kia tựa hồ rất thích thứ khí tức này. Hắn âm thầm đánh giá Vương Lâm, phát hiện đối phương sắc mặt chẳng hề thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn lại nghĩ, người này là do Mạc Lệ Hải không tiếc vốn liếng mời tới, tất nhiên có chỗ hơn người. Hồng Lao chia làm hai phần, phần trên mặt đất chỉ là lớp vỏ, phần lớn đều nằm dưới lòng đất. Nam tử họ hứa này làm việc rất dứt khoát, trực tiếp đem Vương Lâm tiến nhập vào Hồng Lao dưới lòng đất hai người đi xuống một cái cầu thang âm u, chui sâu xuống. Trên vách tường bốn phía có chút ít lửa cháy lập lòe. Quang cảnh chỗ sáng chỗ tối càng khiến nơi này thêm u ám. Lúc mới bước xuống cái cầu thang này, bốn phía đều yên tĩnh, nhưng không ngừng đi xuống. Những tiếng gào thét dần dần từ sâu trong lòng đất truyền tới. Những âm thanh này lộ ra sát khí và oán hận nồng đậm. Thứ khí tức này so với bên ngoài đã nhiều gấp mấy lần. Nam tử họ hứa cố tình bước chậm lại, âm thầm quan sát vương lâm. Hắn biết rõ khí tức trong hồng lao này gần như đã sắp hóa thành thực chất. Mặc dù là người có tu vi tương đương với hắn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, trừ khi là người như hắn. Sống ở nơi này mấy trăm năm, mỗi ngày thổ nạp khí tức này đã thành thói quen, nhưng càng quan sát hắn càng kinh hãi. Sắc mặt đối phương thủy chung vẫn bình thản, người này chẳng những không có vẻ giả vờ mà người lại dường như muốn dung nhập làm một thể với nơi này. Thấy vậy, nam tử họ Hứa vội thu hồi sự khinh thường trong lòng. Hắn hiểu rõ người này đã lựa chọn tiến vào nơi này tu luyện tất nhiên có chỗ hơn người nếu tiếp tục dò xét hắn thì khó tránh khỏi có chút quá phận cầu thang này rất dài một lúc lâu sau hai người mới tới tận cùng chỗ này âm u tối tăm là một cái lồng giam thật lớn bị chia ra thành hơn một nghìn ô nhỏ từng đợt tiếng gào thét giống giận vang lên hỗn loạn ầm ầm khắp nơi này âm thanh này quá lớn nếu là người tầm thường sợ rằng lập tức rách cả màng nghĩ nam tử họ hứa đã quá quen với việc này hắn âm trầm nói yên lặng một chút. Lời này vừa nói ra, âm thanh trong lồng giam lập tức dừng lại. Thứ khí tức gây áp lực kia từ từ ngưng tụ lại. Tại chỗ tận cùng có một gian phòng màu đen. Nam tử họ hứa đứng trước cửa phòng này, lại liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này hiện lên trên mặt hắn khiến vẻ âm trầm càng đậm. Vương Lâm lão đệ, nơi này chính là phòng giam ta phụ trách. Người ở nơi này mỗi một người đều là do ta chọn lựa kỹ càng trong một tháng ngươi tu luyện có thể thoải mái ra tay, dù có giết sạch cũng không thành vấn đề. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện nơi này có rất nhiều cấm chế. Đa tạ, Vương Lâm ôm quyền nói. Nam tử họ hứa cười khàn khàn, nói, không cần cảm ơn ta. Muốn tạ ơn thì ngươi cứ tạ ơn mặc lệ hải đi. Hắn tặng ta công pháp ba tầng của thập băng quyền ý, ta mới cho ngươi vào nơi này. Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, sau đó xoay người đi vào trong phòng ba tầng đầu của thập băng quyền ý Mạc lệ hải trả giá cũng lớn thật vương lâm trầm ngâm chốc lát bước vào trong lồng giam khổng lồ kia nơi này có dạng chữ tỉnh phòng giam được sắp xếp rất chỉnh tề vương lâm vừa bước vào trong áp lực vừa rồi liền bộc phát tiếng gào thét như thần thông âm ba điên cuồng truyền tới chữ tỉnh thần sắc vương lâm như thường đi qua một loạt lồng giam vô số những cánh tay to lớn từ trong song sắt vươn ra dường như muốn bắt hắn đồng thời những tiếng cười như ác thú truyền tới Người mới tới kia, lại đây cho lão tử sờ một cái. Lão tử đã hơn 10 năm nay chưa từng thấy da thịt mịn màng như vậy. Trong bộ dạng ngươi giống hệt ả à, gái điếm ta giết năm đó. Người mới tới, năm đó lão tử thích nhất là giết những kẻ từ bên ngoài tới. Trong song sắt, những đôi mắt đỏ bừng nhìn trừng trừng vào vương lâm. Lộ ra những tia sáng âm u, ẩn chứa đủ loại tâm tình, đủ loại dục vọng. Vương lâm lạnh lùng nhìn những kẻ này. Những kẻ này nhiều năm trước cũng không điên điên khùng khùng như vậy nhưng ở nơi này quá lâu, bị oán khí nơi đây xâm nhập, trái tim nếu không kiên định sẽ bị đồng hóa. Cũng không phải tất cả phạm nhân đều giết gào. Có một số vẫn ở trong lồng giam, giữ im lặng. Người mới tới, người lại đây. Trong một phòng giam tối đen bên cạnh Vương Lâm, một đôi tay vươn qua song sắt thò ra vẫy Vương Lâm. Ngay lúc Vương Lâm nhìn về phía đó, ít hầu hắn cử động, phun một cục đờm thẳng vào người Vương Lâm. Vương Lâm lui lại một bước, né cục đờm này. Người trong phòng giam cười ha hà, trong mắt lộ vẻ trào phúng thần sắc vương lâm vẫn như thường nhìn thoáng qua một cái khóe miệng mỉm cười đang định bước đi bỗng dừng lại phạm nhân thân hình đen xì khi thấy nụ cười của vương lâm trong lòng run rẩy nét tươi cười này hắn không biết vì sao vừa nhìn thấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi vẻ trào phúng trong mắt biến mất nhưng ngay sau đó liền bị thay thế bởi vẻ hung ác vương lâm vươn tay phải đặt vào vị trí của người này bình thản nói tới đây người nọ ngẩn ra theo tiềm thức lui lại vài bước trên mặt lộ vẻ âm trầm tới đây vương lâm lại nói lúc này tiếng gào thét bốn xung quanh càng thêm kịch liệt dưới tiếng gào thét này phạm nhân kia cắn răng tiến tới tay phải chụp vào cánh tay vương lâm trong nháy mắt khi bàn tay đó xuất hiện hai ngón tay phải vương lâm như mũi kiếm điểm trên bàn tay của người này một đạo sát lục khí theo ngón tay vương lâm bay nhanh chui vào trong người hắn thân thể phạm nhân nọ run lên lui lại vài bước toàn thân co quắp thất khiếu chảy máu đen bộ mặt hắn vặn vẹo dường như chịu nỗi đau đớn vô cùng lúc này tiếng gầm thét của phạm nhân bốn phía càng kịch liệt nhưng trong nháy mắt một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong phòng giam truyền ra như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua tiếng la hét bốn phía áp đảo hoàn toàn tiếng ồn này chỉ trong tích tắc phạm nhân bốn phía ngừng gào thét tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại duy trì liên tục trong tiếng kêu này lộ ra sự sợ hãi khôn cùng thần sắc vương lâm vẫn lạnh lùng nhìn phạm nhân trong lồng giam ngã lan ra đất toàn thân co quắp dần dần thân thể vốn đã gầy gõ nhanh chóng héo rũ cuối cùng trở thành một cái thây khô cái thây khô đó mở miệng ra đôi mắt màu xám một tia khí xám từ trong miệng hắn tỏa ra quay trở lại chỗ vương lâm chẳng qua tia khí xám này đã nồng đậm hơn vừa rồi một chút vẫn chỉ là một tia vương lâm nhướng mày vương lâm vẫn luôn quan sát khi khí xác lục tiến vào trong người kẻ này lập tức điên cuồng hấp thu toàn bộ sinh cơ của thân thể hắn bao vây hồn phách hút sạch cả tinh khí thần lấy sát lục chi khí để sát nhân chỉ có thể dưỡng khí còn muốn nó có thể biến ảo phân chia thì hẳn còn cần một vài thứ khác mà ta chưa hiểu vương lâm trầm ngâm trong chốc lát nhìn thoáng qua cái thây khô kia người này khi còn sống tu vi không cao trong cơ thể lại có không ít cấm chế khiến không thể phát huy toàn bộ thực lực cũng không phải chỉ có người này như vậy mà trong lao ngục này hầu như phạm nhân nào cũng đều thế cả sau khi người này tử vong toàn bộ lao ngục trở nên cực kỳ yên tĩnh chẳng qua yên tĩnh chẳng được bao lâu lập tức tiếng gào thét lại vang lên, hơn nữa so với lúc trước càng thêm bạo ngược. Vương Lâm đi tới phòng giam tiếp theo. Trong phòng này có một người hướng về Vương Lâm cười khát máu. Hắn liếm liếm môi, lui lại phía sau vài bước, cách xa Vương Lâm, miệng nói. Tiểu tử, ngươi cứ tu luyện đi. Ngươi giúp ta một chuyện, giết chết kẻ ở phòng giam đối diện, ta liền toàn lực phối hợp với ngươi. Được không? Ngươi ở phòng giam đối diện là một tráng hán. Đôi mắt hắn trợn trừng quát, lão tử cũng đã gai mắt với ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi giết hắn đi, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Dù sao lão tử đã ở địa phương này quá lâu rồi, đáng lẽ cũng nên sớm đi đầu thai mới phải. Vương Lâm không nói gì, tay phải điểm vào khoảng không hai cái. Trên mi tâm của hai người này đồng thời xuất hiện hai điểm đỏ tươi, không ngừng lan ra. Cơ hồ bọn họ ngã xuống cùng một lúc. Trang qua trong ánh mắt bọn họ có vẻ được giải thoát. Từ lúc tiến vào đây, Vương Lâm liền cảm nhận được rõ ràng sát khí và oán khí nơi này còn ẩn chứa một cỗ tử khí. Tử khí này vốn là do vì quá nhiều người chết nên mới sinh ra, nhưng khi chính thức đi trong lồng giam này hắn bỗng nhiên phát hiện ra tử khí này lại phát ra từ đám phạm nhân. Một lòng tìm chết nhưng lại rất nhiều người không có dũng khí tự kết liễu cuộc đời. Trong một khắc khi hai người kia ngã xuống, ánh mắt Vương Lâm dừng lại, cẩn thận quan sát. Giết hai người này hắn không dùng sát độc khí, bảo tồn hoàn hảo thi thể của họ, không xảy ra tình trạng bị khô héo nhưng khí tức kỳ dị trên người bọn lại biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy đã nắm được điều gì đó, nhưng suy nghĩ lại thì lại thấy mê hoặc. Sát lục tiên quyết, luyện sinh cơ, hóa lạc ấn. Từ khi ta tu luyện công tác này đến nay đã suy nghĩ rất nhiều, Trung Quy vẫn cảm thấy giống mà không phải, có khi như đã hiểu rõ, lúc lại thấy mơ hồ. Tay phải, Vương Lâm chụp một cái. Thân thể tráng hán nọ bị đưa tới bên cạnh song sắt. Vương Lâm ngồi xổm xuống, tay phải điểm vào lỗ máu trên mi tâm người này, cẩn thận xem xét. Hai hàng lông mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thầm than một tiếng, đứng dậy, đi tới phòng giam kế tiếp. Cứ mỗi lần Vương Lâm dừng bước là lại có một phạm nhân tử vong. Cứ mỗi khi giết một người, Vương Lâm đều xem xét thi thể hồi lâu. Cẩn thận suy tư, xem xét. Sau năm ngày, một ngàn người trong nhà giam này đã bị giết hơn một nửa. Một cỗ tử khí nồng đậm tràn ngập nơi này, dày đặc không tan. Vương Lâm quan sát một cỗ thi thể khô héo bên cạnh, trong lòng dần dần có một tia minh ngộ nhưng lại rất mơ ảo, thủy chung vẫn cách hắn một tầng giấy mỏng, thấy rõ mà không thể sờ tới. Rốt cục là còn thiếu điều gì nhỉ? Vương Lâm trầm ngâm. Bởi vì ngươi giết không đủ, bởi lẽ sát tâm của ngươi không đủ. Nam tử họ Hứa từ trong căn phòng đen kịt đi ra, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã có sự bất đồng so với trước. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nam tử họ Hứa, không nói câu gì, Công pháp ngươi tu luyện tuy ta không biết cụ thể nhưng hẳn là liên quan tới sát lục, cho nên ngươi mới muốn tới nơi này tu luyện. Chẳng qua ngươi chọn sai địa phương rồi. Nếu giết chóc ở nơi này thì ngươi không thể sinh ra đủ sát tâm, do vậy sẽ không có sát khí. Ta thấy năm ngày nay ngươi giết người tuy nhiều nhưng mục đích đều phần nhiều là nghiên cứu. Có đôi khi nghiên cứu nhiều cũng không thể so với việc hoàn toàn dung nhập trong giết chóc, cảm nhận khoái cảm, hiểu được thứ sát tâm đó. Nam tử họ hứa bình thản nói. Ánh mắt vương lâm sững lại, ta tu luyện chính là sát lục yêu đạo. Nam tử họ hứa nhìn Vương Lâm nói, trong hồng lao có 10 người, chỉ có ta là tu luyện sát lục yêu đạo dùng tâm hóa yêu. Ta sẽ để cho ngươi thấy sát tâm của ta. Nam tử họ hứa nói xong, đôi mắt đột nhiên trở nên âm hàn. Tuy rằng không hề có một chút sát khí tỏa ra nhưng lúc này Vương Lâm lại cảm thấy con người trước mắt này đã hoàn toàn biến đổi. Dù không có sát khí nhưng lông tóc toàn thân Vương Lâm đã dựng ngược, nguyên thần trong cơ thể hắn không tự chủ được phải chuyển động. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trái tim hắn. Người trước mặt này có một cỗ khí tức không rõ ràng, cũng không tán phát ra nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Kiếm xuất ra khỏi vỏ tuy rằng hàn khí bức người, cũng có sát khí nhưng so với kiếm chưa rời vỏ lại thiếu đi sự thu liễm. Sát tâm chính thức chính là thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nếu ngươi tu luyện sát lục thì ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Nơi này ngươi hẳn sẽ cảm nhận được sát lục chân chính. Nam tử họ Hứa chậm rãi nói, "Điều kiện?" Vương Lâm nhìn người này nói, Ánh mắt nam tử họ Hứa lộ vẻ tán thưởng, nói: "Giúp ta giết yêu tướng Thạch Tiễn, ngươi không cần hỏi nguyên nhân. Với sát tâm của ta nếu đối mặt trực tiếp có thể đánh ngang tay với hắn nhưng âm thầm giết hắn thì hoàn toàn nắm chắc. Chẳng qua ta đã bị hạn chế, không thể rời khỏi hồng lao này, mà hắn cả cuộc đời này tuyệt đối không có cơ hội bước vào nơi này. Vì vậy ngươi giúp ta giết hắn, ta giúp ngươi tu luyện sát lục. Chẳng qua ta còn có một điều kiện, đó là muốn ngươi dùng thần thông sát lục ngươi tu luyện để giết hắn." trong mắt nam tử họ hứa hiện lên vẻ hận thù. Ta nếu thực sự có thể tu thành sát nục thì điều kiện của ngươi nhất định ta sẽ hoàn thành. Vương Lâm bình thản nói. Hắn tất nhiên là không nhận lời ngay được. Đi theo ta. Nam tử họ hứa cười âm trầm, xoay người đi về phía xa. Trong thập ngục của Hồng Lao chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Tác dụng chính thức của nó là cung cấp sát nục khí cho yêu kiếm của yêu đế. Vì thế tầng dưới cùng của nhà Lao này mới là nơi ngươi cần tới cũng chỉ có ở nơi này ngươi mới hiểu thế nào là sát tâm vương lâm đi theo sau nam tử họ hứa đi tới một cầu thang hướng xuống phía dưới cầu thang này dường như không có điểm cuối hai người đi mãi ngang qua rất nhiều nhà lao nhưng nam tử họ hứa không dừng lại đi vượt qua cả một lúc lâu sau vương lâm đang tiếp tục đi xuống thì một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm phả vào mặt mùi máu tanh này còn có một cỗ sát khí mãnh liệt gấp cả chục cả trăm lần ngàn lần phía trên kia Cầu thang ở chỗ này không còn màu đen như trước mà đỏ như máu. Ta mang ngươi tiến vào nơi này đã coi như là vi phạm quy định ở đây. Việc này ngươi không nên nói với người ngoài. Dù là mặc lệ hải cũng không được nói. Nơi này là do đế quân tự mình chế tạo, sau nhiều năm tích lũy, ẩn hàm sát lục khí có thể ảnh hưởng tới nhân tâm. Ngươi sau khi tiến vào không nên chống cự, chỉ cần dùng tâm linh cảm ứng sát tâm ngưng tụ là được. Nam tử họ hứa nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm ngâm, một lúc sau hắn nhìn nam tử họ hứa. Hắn có thể cảm thấy được nơi này đích thực là có khí thức sát lục ngập trời. Ở chỗ này đối với sát lục khí của hắn đúng là có lợi rất lớn. Giờ phút này hắn chưa tới gần, tốc độ xoay chuyển của mấy đạo sát lục khí xuất ra trên tay phải đã nhanh hơn rất nhiều. Thứ khí xám này mơ hồ run rẩy. Sự run rẩy này không phải là sợ hãi mà là sát niệm. Cảm thụ được sự biến hóa của khí xám, Vương Lâm bước tới, tiến vào trong thông đạo màu máu kia, theo từng bậc cầu thang đi xuống. Vương Lâm tâm cơ hơn người. Lời của nam tử họ Hứa này hắn chỉ nghe theo hai phần. Hắn sở dĩ lựa chọn bước vào nơi này nguyên nhân chủ yếu là do sát lục khí của hắn đang run rẩy vì sát niệm, có thể dẫn động sát lục khí biến hóa như vậy, nơi này nhất định có thể khiến cho sát lục tiên quyết có thành tựu. Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh biến mất sâu trong cầu thang. Chuyện trên đời này nếu có cơ hội phải nhanh chóng chớp lấy, tới lúc mất đi rồi thì có hối cũng không kịp. Việc này cần phải làm. Vương Lâm đi xuống cầu thang. Khoảng trường sau một nén nhang, quyết quang trước mắt trở nên dày đặc ở chỗ sâu nhất nơi cầu thang này là một thế giới màu máu nơi này rất lớn trên mặt đất dày đặc vết máu nhìn vào phải giật mình đưa mắt nhìn nơi này vương lâm nhận thấy đây dường như là một thế giới độc lập tồn tại không phải là dưới thiên yêu thành cái thế giới này trên mặt đất rất nhiều hồ máu trong mỗi một hồ máu lại có một số lớn người nửa thân thể bọn họ đều chìm trong hồ máu nhắm mắt ngồi thổ nạp trên người bọn họ có những vết thương kinh khủng quỷ dị chuyển động vương lâm tiến vào nơi này năm đạo sát lục khi từ ngón tay bay ra vườn quanh thân thể hắn phát ra những tiếng rít hương phấn hắn hít sâu một hơi mùi máu tanh trong không khí lập tức tiến vào trong miệng hóa thành một luồng sát niệm dung nhập toàn thân ánh mắt vương lâm lóe lên thân thể bước về phía trước một bước trực tiếp đi tới bên cạnh hồ máu hơi do dự một chút sau đó hắn bước vào bên trong ngồi xuống trong nháy mắt khi nửa thân thể vừa tiến vào hồ máu từ trong làn máu huyết có một cỗ sát khí mãnh liệt lao vào cơ thể hắn tản ra khắp toàn thân mỗi một lần hô hấp sát ý trong người vương lâm lại càng đậm mỗi một lần thổ nạp trong hồ máu lại có nhiều sát khí hơn dung nhập trong thân thể hắn dần dần hai mắt vương lâm đỏ bừng lên bốn đạo sát lục khí xung quanh thân thể hắn truyền ra những tiếng rít gào chưa từng thấy sát khí trong lòng vương lâm càng ngày càng đậm lúc đầu hắn còn vận tiên lực chống cự nhưng sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút cuối cùng thả lỏng tiên lực chỉ vây tâm thần bản thân lại để cho sát niệm tùy ý di chuyển khắp toàn thân cũng không biết là đã qua bao lâu đột nhiên trong cái thế giới này hầu hết tất cả mọi người trong hồ máu đều mở bừng hai mắt sát khí không thể tưởng tượng đột nhiên bộc phát sát khí bạo phát lực tức khiến toàn bộ thế giới này bao phủ bởi một màu máu đám người trong hồ máu bay lên trong không trung liền không ngừng vang lên những tiếng gào thét tràn ngập sát khí những người này không có ai là ngoại lệ đôi mắt đều đỏ bừng sát 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 một tiếng gào gần như đồng thời phát ra chỉ thấy những người này lập tức hướng về người bên cạnh tấn công ra tay với sát khí vô cùng trong thế giới này có rất nhiều người thần thức vương lâm mới đảo qua đã đếm được tới gần mấy ngàn người lúc này tiếng chém giết vang khắp nơi sát khí ngập trời hai mắt vương lâm cũng đỏ như máu lúc này hắn đã khóa chặt tâm thần cả thân thể giống như không tự chủ được hoàn toàn bị vây trong sát niệm cả người hắn ào một tiếng liền bay khỏi hồ máu ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng Giống như một cơn lốc màu máu lao thẳng vào nơi chém giết, một hồi chém giết cứ như vậy diễn ra. Vương Lâm đã mất hoàn toàn ý thức, hắn đã dung nhập trong sát niệm, ra tay là toàn sát chiêu. Tịch Diệt Chỉ, Hóa Ma Chỉ, các loại pháp bảo không ngừng biến hóa xuất ra. Nơi hắn đi qua hầu như chỉ cần giơ tay là có người mất mạng. Hai mắt Vương Lâm đã đỏ sòng sọc. Lúc này hắn chỉ biết mỗi một chuyện, đó là giết. Ở chỗ này hắn không giết người khác thì sẽ bị người khác giết chết. Toàn thân Vương Lâm ướt đẫm máu tươi, Hắn dường như không biết mệt, chỉ cần thấy địch nhân là lao vào chém giết, thậm chí một số thần thông đồng quy vu tận cũng được hắn không do dự thi triển ra. Tất cả những người bị giết ở nơi này cũng không tử vong thực sự mà bị trận pháp ở đây ảnh hưởng, lại sống lại trong hồ máu. Những người này thực tế không thể gọi là người, phải gọi là công cụ sinh ra để giết chóc mới đúng. Sát lục khí sinh ra trong lúc bọn họ giết chóc sẽ bị bầu trời nơi này hút lấy, không biết đưa về đâu. Rất lâu sau, trận chém giết cũng dần dần chấm dứt những người sống sót cuối cùng toàn thân sát khí ngập trời. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, không còn có chút lý tính nào. Kể cả vương lâm trong số đó là hơn 100 người. Sát lục vô thanh vô tức chấm dứt. Những người còn sống sót này toàn thân nồng nặc sát khí, bên ngoài thân thể đều có sát vụ quẩn quanh. Bọn họ cũng không nhìn đến đối phương, đều tản ra trong không trung, sau đó tìm hồ máu chìm vào. Mỗi một người sau khi lựa chọn hồ máu nào, những người mới sống lại ở hồ máu đó đều lập tức rời đi để cả hồ máu ấy cho người thắng sử dụng. Hai mắt vương lâm đỏ như máu, mang theo sát vụ dày tới hơn ba trượng rơi vào trong một hồ máu. Thân thể hắn vừa rơi vào liền khiến sóng lớn nổi lên. Hơn 10 người mới sống lại trong hồ này lập tức đứng lên, nhanh chóng rời đi. Đôi mắt đỏ như máu của họ không ngờ lại hiện ra vẻ kính sợ. Vương Lâm một mình khoanh chân ngồi trong hồ máu. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, một lúc lâu sau lại mở ra. Màu máu trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ tỉnh táo. Sát tâm theo lời của nam tử họ hứa kia nói theo ta thấy chính là sát lục chi tâm. Có được sát lục chi tâm mới có thể luyện hóa sát lục khí. Nếu không có sát lục chi tâm thì luyện hóa sát lục khí quá khó khăn. Trước đây mấy lần ta thành công chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Lâm hít sâu một hơi, lại nhắm hai mắt lại. Cả người chìm nắm trong huyết sắc, tìm hiểu sát lục chi tâm. Rất lâu sau đó, trong thế giới huyết sắc này lại bắt đầu chém giết một lần nữa. Mọi người lại bay lên không trung, bắt đầu sát lục. Cứ như vậy, trong thế giới này mỗi ngày lại chém giết mấy lần. Mỗi lần như vậy lại có rất nhiều người tử vong, lại có một bộ phận rất nhỏ trên người tràn ngập sương mù sát khí. Thời gian trôi qua mau chóng, cứ một ngày lại chém giết bốn lần. Vương Lâm bao giờ cũng kiên trì tới cùng, nhưng sát vụ trên người hắn nhiều nhất chỉ đạt tới mười trượng, tuy hơn những người khác không ít nhưng so với một người tóc đen thì không bằng. Huyết sát khí trên người hắn dày tới hơn trăm trượng. Hắn lơ lửng giữa không trung, trông chẳng khác gì một bậc vương giả sau khi hồi chém giết cuối cùng kết thúc thanh niên giống vương giả kia đột nhiên ngẩng đầu gào thét chấn động bầu trời dưới tiếng gào thét sát vụ quanh người hắn lập tức quay cuồng mạnh mẽ đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia xét giống như một con ác long màu bạc xuất hiện đôi mắt nó lạnh như băng vô tình nhìn xuống sau đó hút mạnh một cái sau cái hút này sát vụ trên người này lập tức thoát khỏi thân thể nhanh chóng bay về phía bầu trời bị ác long kia hút vào bụng thanh niên kia gầm lên một tiếng thân thể lao thẳng tới ác long. Chẳng qua khi hắn mới bay cao hơn ngàn trượng thì ngân long liền xoay người lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia sáng bạc, thân thể thanh niên nọ liền tan nát, huyết nhục mơ hồ, từ bầu trời rơi xuống. Huyết sát vụ của hắn bị ngân long hấp thu, sau đó ngân long biến mất. Trong nháy mắt khi ngân long biến mất, ánh mắt vương lâm lộ vẻ tỉnh táo. Hắn thấy rõ ràng ngân long này hẳn phải là yêu kiếm của đế quân. Huyết sát vụ do sát độc khí của nơi này hóa thành chính là thức ăn của nó. Còn thanh niên tóc đen kia, hắn dù tử vong nhưng lại sống lại từ trong một hồ máu khác. Lúc này, sát khí toàn thân hắn biến mất, trở lại thành một kẻ bình thường. Nếu lại muốn đạt tới trình độ như trước kia thì lại phải lần lượt chiến đấu như cũ. Mỗi ngày giết chóc trôi qua, nơi này lại yên lặng trở lại. Vương Lâm ngồi trong hồ máu, tìm hiểu sát lục chi tâm. Năm đó khi ta học sát lục tiên quyết này người nọ từng nói, bởi vì ý cảnh của ta là sinh tử luân hồi nên có thể tu luyện sát lục tiên quyết này đến giờ ta đã hiểu rõ câu nói này rồi bên ngoài thân thể vương lâm từng trận sát khí từ trong hồ máu nhanh chóng chui vào thân thể hắn chẳng qua vẫn còn một chút mơ hồ sát lục tiên quyết và sinh tử luân hồi liên hệ với nhau vương lâm lại trầm ngâm một đêm trôi qua ngày thứ hai chém giết lại diễn ra ở chỗ này vương lâm chìm nắm trong chém giết hắn cũng không biết đã trải qua bay lâu sát niệm trên người hắn ngày càng nhiều ngày càng ngưng trọng không ngừng giết chóc không ngừng hấp thu sát niệm, thể xác và tinh thần Vương Lâm dần dần hiểu được sát tâm. Sau khi trận chém giết kết thúc, thường có hơn trăm người còn sống sót lơ lửng trong không trung. Vương Lâm hôm nay một chỉ điểm tới là có một người mất mạng, đôi mắt tỏa ra tia sáng rực đỏ khát máu. Trong khoảng không hôm nay chỉ còn không tới 50 người. 50 người này không chém giết tiếp mà tản ra tìm một hồ máu ngồi xuống thổ nạp. Lúc này Vương Lâm sau khi trải qua một ngày giết chóc, huyết sắc vụ trên người đã dày tới hơn 50 trượng. Thời gian lại trôi qua, chẳng biết đã bao lâu, một trận chém giết lại bắt đầu. Lần này sau khi kết thúc, Vương Lâm ngửa đầu lên trời gào thét. Trên bầu trời lúc này còn không tới 20 người. Huyết vụ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã dày tới 70 trượng. Không chỉ có hắn, những người còn lại cũng đều dày tới hàng chục trượng. Một ngày, lại một ngày trôi qua, trong thế giới này mặc dù Vương Lâm vẫn thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng hắn cũng không rõ đã trải qua bao lâu. Nếu không có năm đạo sát lục khí hóa thành sinh mệnh lạc ấn trên người hắn thì hắn tin chắc rằng mình đã chết ở nơi này không biết bao nhiêu lần rồi. Có sinh mệnh lạc ấn trải khắp toàn thân, vương lâm như hổ thêm cánh, lại càng nổi bật trong chém giết. Một ngày nọ, sau khi chém giết kết thúc, trong khoảng không hôm nay chỉ còn có hai người. Trong hai người này, một trong số đó là vương lâm. Huyết sát vụ trên cơ thể hắn đã rất nồng nặc, tỏa ra trên trăm trượng. Từ xa nhìn lại, cả người hắn trông như một mặt trời màu đỏ máu trước người hắn chính là thanh niên tóc đen lần trước. Lần này sát vụ trên người hắn vẫn chẳng hề kém vương lâm, ngược lại còn nhiều hơn. Lúc này trên bầu trời lại xuất hiện ngân quang, ngân long hiện ra, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Ngừng lại trên người vương lâm và thanh niên tóc đen kia, sau đó hút mạnh. Thanh niên tóc đen lại gầm lên một lần nữa, thân thể lao mạnh về phía ngân long. Trong ánh mắt của ngân long lộ ra một tia chảo phúng khó thấy, móng vuốt khổng lồ chụp xuống một cái. Đòn này khiến người ta cảm giác như thiên cảnh toàn thân thanh niên tóc đen kia vang lên những tiếng rầm rầm cả người liền hóa thành một đám huyết nhục nhưng trong nháy mắt đó huyết vụ trên người hắn có một tia phân ra dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó người này tử vong cùng lúc đó trong một hồ máu trên mặt đất thanh niên đó sống lại sát khí trên toàn thân hắn biến mất yên lặng ngồi khoanh chân thổ nạp cũng không thèm liếc nhìn lên bầu trời một cái lúc này ánh mắt ngân long lại đặt lên người vương lâm vương lâm không chút do dự huyết vụ tán ra thân thể hạ xuống chỉ để lại huyết vụ trong không trung cho ngân long hút đi ngân long biến mất vương lâm cũng rơi xuống mặt đất hắn nhìn ngân long biến mất trong mắt dần dần lộ vẻ tỉnh táo tùy ý ngồi vào trong một hồ máu mấy người đang ngồi trong đó lập tức đứng dậy nhanh chóng rời đi vương lâm một mình ngồi ở đó trong mắt vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh khóe miệng nhếch lên lộ vẻ mỉm cười ý cười càng lúc càng đậm cuối cùng hắn cười vang tiếng cười của hắn vang vọng khắp thế giới màu máu này những người nơi này cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn vẫn tập trung hấp thu sát niệm sát lục tiên quyết lấy sát niệm đoạt tính mệnh người khác luyện sinh cơ thành lạc ấn đấy chính là từ tử tới sinh phù hợp với luân hồi chi đạo lấy cái chết của một người tạo thành một đạo lạc ấn sinh mệnh trên thực tế đây chính là sinh tử luân hồi sống và chết chuyển hóa tuần hoàn ngân long nọ hấp thu sát vụ cũng là như thế chuyển hóa thành sinh cơ trong cơ thể trên thực tế trận pháp trong thế giới này cũng có cùng nguyên lý như vậy Hóa ra là như thế. Ánh mắt Vương Lâm ngời sáng. Hắn cuối cùng đã hiểu. Trong nháy mắt khi hắn minh ngộ, năm đạo sát lục khí màu xám lập tức từ trong lạc ấn sinh mệnh trên cơ thể hắn biến ảo ra, nhanh chóng ngưng tụ lại, xoay chuyển trước ngực hắn mấy lần, cuối cùng hình thành một cơn lốc màu xám. Cơn lốc này chuyển động rất nhanh, dần dần dung nhập vào trong ngực Vương Lâm, biến mất hoàn toàn. Khí thế cả người hắn lúc này đột nhiên biến đổi một luồng khí tức sát lục chưa bao giờ từng xuất hiện trong thế giới màu máu này từ trên người vương lâm bạo phát ra vào lúc này tất cả mọi người trong hồ máu bên trong thế giới này đều đồng thời mở mắt nhìn về phía vương lâm sát lục khí tiếng nói của vương lâm quanh quẩn trong thế giới này trong nháy mắt khi khí tức của sát lục tiên quyết tràn ra những người ngồi trong hồ máu gần vương lâm nhất lập tức thân thể truyền ra những tiếng ầm ầm đám người này không biết chết mất bao nhiêu lại sống lại sau đó thân thể lại tan nát Từng đạo khí xám từ trong thân thể tan nát của bọn họ lan ra, hình thành những luồng sát lục khí. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm đạo sát lục khí biến ảo ra, từng đạo như du hồn màu xám vần quanh Vương Lâm. Cảnh tượng này vẫn chưa chấm dứt. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, đám người ngồi trong hồ máu thân thể toàn bộ tan nát, hóa thành khí xám. Cả thế giới màu máu này giờ đây bắt đầu bị phá vỡ trong phạm vi lớn. Từng luồng khí xám điên cuồng ngưng tụ lại, hóa thành sát lục khí xoay quanh thân thể Vương Lâm những người thân thể ta nát kia cũng không sống lại nữa. Lúc này bọn họ đã chính thức tử vong. Những người đó trong nháy mắt khi mất mạng, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tỉnh táo mà vô số năm nay chưa xuất hiện, bên trong còn hiện lên vẻ được giải thoát. Cả thế giới màu máu vang lên những tiếng ầm ầm. Từng luồng khí xám cuồn cuồn tràn về. Thanh niên tóc đen trong hồ máu phía xa xa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng. Bên ngoài thân thể hắn lúc này là một tầng huyết sắc vụ lờ mờ. Hắn thấp giọng gào thét, cắn chặt răng, không ngờ trở thành người duy nhất ở nơi này thân thể không tan nát, hóa thành sát lục khí. 792 luồng khí xám từ trong thiên địa bay tới vườn quanh thân thể vương lâm. Lúc này hắn đứng lên khỏi hồ máu. Trong thế giới này giờ phút này chỉ còn có hắn và thanh niên tóc đen kia. Bầu trời đột nhiên chuyển tới tiếng sấm chớp chấn động không gian. Tia xét hiện lên, lại hóa thành ngân long. Nó quay lại nhìn vào vương lâm, sát khí trong mắt hiện lên rõ mồn một. Ngân long này nhìn chằm chằm vương lâm, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Lập tức thân mình nhoáng lên, đưa chảo vô thẳng tới Vương Lâm. Một chảo này trên trời giáng xuống như đảo ngược thiên địa, khí tức cường mãnh lập tức tràn ngập đất trời. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung, uy lực của ngân long bên trong thế giới huyết sắc này mấy ngày nay hắn đã nhiều lần nhận thức được. Giờ phút này, thân mình Vương Lâm khẽ động, chỉ thấy 3792 đạo sát lục khí từ trên thân hắn này phát ra sát khí nồng đậm. Luồng sát khí này tràn ngập, khí thế như xuyên thủng trời đất, lập tức xuất hiện. Hơn 3000 đạo sát lục khí sinh ra sát khí ngập trời. Giống như những thanh kiếm sắc ngút trời bay tới Ngay lập tức đón nhận một chảo của ngân long kia Ẩm Cả thế giới huyết sắc đều lay động Một chảo của ngân long kia dưới sự công kích của 3.792 đạo sát lục khí kia lập tức bị vỡ nát Ngân long kia phát ra tiếng gào thét dữ dội Trong mắt hiện lên sát khí chưa từng thấy Nó ở đây đã rất nhiều năm Tuy cũng đã từng bị thương tổn Nhưng đây lần đầu tiên dưới sự công kích của một con mồi bé như con kiến bất ngờ bị đánh bại Tuy một chảo này nó không thể hiện hết toàn bộ uy lực nhưng cũng không phải một con mồi có thể chống cự được. Cho dù là yêu tướng, một chảo này cũng không thể chống cự. Lúc này, nó đã thật sự nổi giận. Thân là đế quân chi kiếm, tôn nghiêm bất khả xâm phạm của nó, đối mặt với sự khiêu chiến của con mồi này, nó quyết định thẳng tay gạt bỏ. Thân mình ngân long nhoáng lên một cái, đầu rồng rít gào, một đạo kiếm quang từ trong miệng nháy mắt hiện ra. Kiếm quang vừa hiện, lập tức toàn bộ thế giới huyết sắc này giống như sụp đổ, toàn bộ trời đất như chỉ còn lại có một mình đạo kiếm quang này kiếm quang gào thét lao thẳng đến vương lâm vương lâm không chút do dự thân mình khẽ động hóa thành một đạo điện quang trực tiếp lao ra nhưng cũng không nhằm về phía ngân long mà thân mình khẽ chuyển thẳng đến lối vào nơi đây bay đi ở phía sau hắn ba bảy trăm chín mươi hai đạo sát lục khí trong nháy mắt đuổi theo hóa thành từng lạc ấn in vào giữa lông mày trong nháy mắt những dấu ấn do ba bảy trăm chín mươi hai đạo sát lục khí hóa thành toàn bộ dung nhập vào giữa lông mày vương lâm ngay lập tức mở rộng ra tràn ngập bao phủ toàn thân hắn dưới sự bao phủ của hơn 3.000 lạc ấn chồng lên nhau. Trên người Vương Lâm giống như có hơn 3.000 tầng phòng hộ. Lúc này, kiếm quang của Ngân Long kia trong nháy mắt đã tới gần, chém vào người Vương Lâm. Ngay lúc này, dấu ấn trên toàn thân Vương Lâm điên cuồng lóe lên. Từng trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân mình Vương Lâm không hề dừng lại chút nào, xông thẳng vào lối vào, biến mất không thấy. Ngay lúc hắn biến mất, người còn lại bên trong thế giới huyết sắc, nam tử tóc đen kia dãy rủa nói, cứu ta với thanh âm của hắn rất nhẹ. Trên không trung, Ngân Long giật mình, đạo kiếm khí tất sát của nó không ngờ bị đối phương kiên cường chống cự. Điều này đối với nó mà nói, quả thật là một sự sỉ nhục. Ngân Long phẫn nộ, lập tức bay lên. Nó không rảnh nhìn đến nam tử tóc đen trên mặt đất, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, bên trong kiếm các tại Hoàng Cung Đế Đô ở trung tâm Thiên Yêu Thành, ở trong này, bốn phía không có bảy viện gì chỉ là một mảnh đất trống trải trên mặt đất có một trận pháp huyết sắc khổng lồ một thanh kiếm hình con rắn cắm ở trung tâm trận pháp lúc này thanh kiếm hình con rắn bỗng nhiên truyền ra từng trận tiếng kêu ngay sau đó kiếm này trực tiếp từ trên mặt đất rút ra hóa thành một đạo ngân quang xuyên thẳng lên nóc kiếm cát mang theo một luồng kiếm khí mà toàn bộ thiên yêu thành đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt lao ra ở trên bầu trời cấp tốc xoay tròn một vòng thẳng hướng hồng thành bay tới giờ phút này những yêu soái yêu tướng bên trong thiên yêu thành lập tức nhận thấy được luồng kiếm khí này lấy tốc độ nhanh nhất bay đến nơi nhìn lên bầu trời đêm trong phủ yêu soái một người đàn ông trung niên mặc áo bảo trắng chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời đêm ánh mắt hắn chợt lóe thi thao lẩm bẩm là ai đã khiến cho đế kiếm phẫn nộ như thế này không ngờ ra khỏi trận nhãn yêu tướng thạch tiêu lúc này cũng đang ở bên trong phủ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên cạnh hắn tôn đào sắc mặt ngương trọng nhìn chằm chằm luồng ngân quang nhoáng lên trên không trung, âm thầm kinh hãi. Không ngờ đế kiếm tự mình bay ra, việc này có quỷ dị. Thạch Tiêu hít sâu, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bên trong Vũ Thành, trong một biệt viện, mười nam tử tóc đen đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một người chỉ lộ ra một chút bóng dáng, nhìn không ra tướng mạo, nhìn luồng ngân quang lóe lên trên không trung, hạ giọng nói: "Đế kiếm nổi giận rồi." Hai người nhìn xem cái chuôi đế kiếm này như thế nào. Ở phía sau hắn có hai người, hai người này mặc đạo bào lưng đeo đại kiếm lúc này mắt lộ ra vẻ kỳ dị nhìn chăm chăm luồng ngân quang biến mất ở phía xa trên bầu trời không hề kém kiếm của sư tôn một người trong đó trầm mặc ít lâu chậm rãi nói thật không nam tử tóc đen kia xoay người để lộ một gương mặt cực kỳ anh tuấn bên trong vẻ anh tuấn này còn ẩn chứa một chút cương nghị hắn chính là một trong những đệ nhất nhân ở tại biên giới hỏa yêu quận yêu tương mặc phi nhưng nếu nhìn kỹ tướng mạo người này so với nam tử tóc đen ở sâu trong hồng lao không ngờ giống nhau y hệt bên trong mạc phủ mạc lệ hải vẻ mặt kinh ngạc nhìn luồng ngân quang xẹt ngang qua bầu trời nhìn thấy chỗ đó rõ ràng chính là hồng lao trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không hay đế kiếm tại sao lại vì vương lâm mà đi lập tức mạc lệ hải lắc đầu lẩm bẩm với bản lãnh của vương lâm sao có thể khiến cho đế kiếm giáng lâm ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi tuy nói như vậy nhưng dự cảm không tốt trong lòng hắn càng ngày càng đậm bên trong quý phi lâu tại hoàng cung một người mặc hoàng bào nhìn lên bầu trời đêm cười khẽ chẳng lẽ nó nếm phải đau khổ gì lâu rồi không được thấy nó nổi giận như thế này đúng là thú vị đế kiếm có chuyện gì vui vậy phía sau người mặc hoàng bào này một nữ tử vô cùng xinh đẹp hạ giọng nói bên trong hồng lao thân ảnh vương lâm như điện hướng về cầu thang phía trước bay nhanh trong khi bay khí huyết trong cơ thể hắn dần dần bình phục Đạo kiếm khí vừa rồi đã bị những dấu ấn bên ngoài thân thể hắn làm cho tan rã, nhưng là vẫn làm cho khí huyết trong cơ thể hắn đảo lộn. Khi hắn hạ xuống cầu thang, tốc độ không nhanh, nhưng lúc này cũng lóe lên trực tiếp lao ra. Rất nhanh, hắn liền đi tới bậc thang cao nhất, nam tử họ Hứa đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên mặt lộ vẻ cổ quái, thì thào lẩm bẩm: "Lớn chuyện rồi." Thân mình Vương Lâm lóe lên hiện ra. Lúc hắn xuất hiện, nam tử họ Hứa quay mạnh đầu lại, sau khi nhìn vương lâm liền thở dài một tiếng bay nhanh rồi thấp giọng nói không thể đi ra ngoài từ nơi này mau theo ta hắn nói xong nhảy về một bên theo một con đường khác bay nhanh đi ánh mắt vương lâm ngưng lại nhưng lập tức cảm nhận được trên không trung bên ngoài có một luồng kiếm khí không thể tưởng tượng được với tốc độ cực nhanh phá không mà đến kiếm khí này hắn thấy rất quen thuộc đúng là ngân long kia thân mình run lên vương lâm không nói lời nào theo sát phía sau nam tử họ hứa đồng thời thu lại khí tức toàn thân không để lộ một chút nào hai người một trước một sau tốc độ đều rất nhanh quanh quẩn bên trong hồng lao này biến mất không thấy sau khi hai người rời khỏi không lâu đế kiếm tiến đến kiếm này mang theo một cơn phẫn nộ xông thẳng vào cửa hồng lao chui xuống lòng đất quét ngang một vòng không ngừng tìm kiếm con mồi vừa rồi đã làm mất đi tôn nghiêm của nó lúc này ở sau một nhà dân sâu bên trong hồng thành một bức tường bỗng nhiên im lặng xuất hiện một khe nứt vương lâm từ trong khe nứt chui ra Nam tử họ hứa không ra một thở dài, bay nhanh nói. Đừng quên giao hẹn của ngươi và ta. Nói xong, vách tường kia lại khép lại, nam tử họ hứa vội vàng rời đi, vừa bay nhanh vừa thì thào lầm bẩm. Nếu sớm biết người này sẽ dẫn đế kiếm tới, nói gì ta cũng không đưa hắn vào trong đó. Khí tức trên người vương lâm được thu lại, một chút cũng không lộ ra ngoài, hắn cúi đầu, không thi triển tiên lực phi hành mà chạy đi rất nhanh. Phía xa xa, hắn có thể nghe được từ trong hồng lao chuyển đến thanh âm ầm ầm trong đó còn có một tiếng kêu đầy phẫn nộ vương lâm bước chân nhanh hơn nơi đây cách mạc phủ không xa sau nửa nén nhang hắn vội vàng tiến vào mạc phủ mạc lệ hải đứng ở sân sau ngơ ngác nhìn về hướng hồng lao trong lòng có một cảm giác hãi hùng lúc này hắn liếc mắt nhìn vương lâm một cái phát hiện ra khí tức toàn thân của đối phương đã được thu lại với trí thông minh của hắn lập tức cười khổ rộ lên hắn không nói lời nào kéo thẳng vương lâm vào trong hậu viện của mạc phủ vỗ nhẹ lên một ngọn giả sơn một cái, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cửa động. Đây là nơi ta bế quan, ngươi vào đó trốn đi trước đã. Vương Lâm thần thức đảo qua, không nói lời nào nhảy xuống. Mạc Lệ Hải hít sâu, lập tức đóng cửa động lại, khoanh chân ngồi dưới đất thổ nạp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm nay, đối với Mạc Lệ Hải mà nói, nhất định sẽ là một đêm không ngủ, đối với Thiên Yêu Thành mà nói, cũng giống như vậy. Trong một đêm, toàn bộ Thiên Yêu Thành lóe lên ngân quang đế kiếm ở bên trong hồng lao không tìm ra con mồi đã làm nó bị thương lại càng tức giận bất ngờ phá hoại toàn bộ hồng lao sau đó lao ra xoay quanh trên bầu trời thiên yêu thành điên cuồng tìm kiếm vì thế nếu mặc lệ hải không vận chuyển yêu lực liên tục tranh thủ lấy yêu lực của mình để bao trùm lên khí tức trên người vương lâm thì đế kiếm kia sẽ phát hiện ra ngay trong khi đế kiếm ở trên bầu trời của thiên yêu thành cũng đã từng chú ý đến mặc lệ hải nhưng yêu lực của mặc lệ hải tản ra quá lớn đế kiếm lại chỉ đảo lướt qua. Quả thật cho dù là đế kiếm cẩn thận quan sát cũng không thể phát hiện được Vương Lâm. Giờ phút này, khí tức toàn thân Vương Lâm đã hoàn toàn bị thu lại, và quan trọng nhất là đã tiến vào bên trong Thiên Nghịch Châu, ngồi đối diện với Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển. Trong thời gian này, đế kiếm càng ngày càng tức giận, suốt một đêm nó gần như xem xét hết một lực từ trong ra ngoài Thiên Yêu Thành, nhưng không thể cảm nhận được một chút khí tức nào của con mồi đáng ghét kia. Phẫn nộ không ngừng tăng lên. Việc này đối với nó đúng là một sự sỉ nhục đến tảng sáng đế kiếm vô cùng không cam lòng hướng về phía hồng lao phát ra một đạo kiếm quang mạnh mẽ dưới một kiếm này hồng lao xuất hiện một cái rãnh rất lớn dài chừng nghìn trượng sau khi chút giận đế kiếm nổi giận đùng đùng quay về kiếm các, lại đi vào trong trận pháp hồng lao là một trong tứ đại la ngục của thiên yêu thành tuy bị đế kiếm giận chó đánh mèo nhưng nhờ số đông nhân lực vật lực ở đây cũng rất nhanh được sửa chữa phục hồi nhưng đế kiếm này liên tục theo dõi hồng lao trong thời gian một tháng này, cứ khi hồng lao được sửa chữa gần xong nó liền lập tức lại phá phách để chút giận. Ầm. Ở xa bên ngoài Hồng Lao lại truyền đến từng trận tiếng nổ, từng đám khói nhẹ nhàng bay lên. Một tiếng kiếm ngân vang cực kỳ đắc ý, hóa thành một đạo ngân quang bay về phía xa xa biến mất ở chân trời. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm quang biến mất, khẽ cười nói: "Kiếm này giống như là trẻ con vậy, tìm không thấy ta lại đi gây chuyện với Hồng Lao." Đây đã là lần thứ mấy rồi? Đã 10 lần rồi. Mạc Lệ Hải ngồi đối diện với Vương Lâm, cười khổ: đồng thời trong lòng cũng càng bội phục. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần, nếu không tận mắt nhìn thấy đối phương ngồi ở trước mặt, chỉ dựa vào yêu lực để cảm nhận, chắc chắn không thể nhận ra được sự tồn tại của Vương Lâm. Mấy ngày nay, trên không trung đế kiếm đã lui tới vài lần, nhưng đều không chú ý tới Vương Lâm, vì vậy điểm này hiển nhiên không phải là giả. Nghĩ lại mất ngày trước, Vương Lâm từ trong hang động để bế quan đi ra, Mạc Lệ Hải không ngờ cũng không thể phát hiện được một chút nào, trong lòng hắn đánh giá Vương Lâm đã đặt lên một vị trí cực cao ngoài ra sau khi vương lâm này từ trong hồng lao đi ra mạc lệ hải nhìn cứ như là biến thành một người khác nhất là ký hiệu ở giữa lông mày người này khiến cho hắn có một cảm giác kinh hãi hắn cũng không hỏi tỉ mỉ nhưng có thể đoán được người này ở trong hồng lao có thể khiến cho đế kiếm phẫn nộ nếu không phải là công pháp thành công thì cũng là gặp được một kỳ ngộ khác thực lực của ngươi hiện tại đã đạt đến mức độ nào so với trước đây khi mới đến thiên yêu thành ra sao trầm mặc hồi lâu mạc liệt hải liền hỏi hắn muốn biết chính mình trong đại hội yêu tướng rốt cuộc có thể đạt tới vị trí thứ mấy. Đại hội yêu tướng có hai cơ hội, nếu yêu tướng thất bại có thể đề cử người trợ giúp, thay thế xuất chiến. Nhưng chọn người thay thế cũng phải có yêu cầu, không thể là người bản địa, phải là người từ bên ngoài đến. Đây cũng là một nguyên nhân mà yêu tướng này lựa chọn Vương Lâm. Chỉ cần sử dụng một tay ta cũng có thể thắng ngươi. Vương Lâm thanh âm bình thản, chậm rãi nói. Mạc Lệ Hải nhìn chằm chằm Vương Lâm, một lúc lâu sau cười lên ha hà, nói được có lời này của ngươi không uổng công ta vất vả một phen vương lão đệ nửa tháng sau là đêm yêu linh cũng là ngày tổ chức đại hội yêu tướng đến lúc đó yêu đế bệ hạ sẽ đích thân đến xem nếu ngươi thể hiện tốt có ta tiến cử nhất định ngươi sẽ giành được vị trí yêu tướng vương lâm cười cười không nói gì vương lão đệ tối nay ngươi phải trở về sớm ta dẫn ngươi đi đi viếng thăm một nhân vật lớn mạc lệ hải trầm ngâm ít lâu trầm giọng nói vương lâm gật đầu đứng dậy cười nói. Mạc Huynh, cứ yên tâm. Hai người nhìn nhau cùng cười lên ha hà. Mạc Lệ Hải trong lòng có chút vui mừng, cười nói. Ta sẽ không quấy dày trong lúc ngươi đi nghe đàn đâu. Vương Lâm thích ngồi bên sông nghe tiếng đàn của họa thuyền vốn không phải là chuyện bí mật. Mạc Lệ Hải đương nhiên biết. Vương Lâm bước về phía trước, rồi đi ra ngoài. Ở bên sông, Vương Lâm im lặng ngồi. Hắn trong tay cầm một bầu rượu nhạt, thi thoảng lại uống một ngụm, thần sắc bình tĩnh, trong lòng vô cùng thư thái. Mấy ngày nay, Vương Lâm mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này chờ đợi họa thuyền kia đi qua, truyền đến tiếng đàn du dương. Tiếng đàn này tuy so với trước đây phong cách đã biến đổi rất nhiều, trong khúc nhạc vô cùng khoái hoạt lại ẩn chứa nỗi bi ai sâu sắc. Nhưng Vương Lâm cũng không ép buộc phải thay đổi. Hắn cũng giống như khách qua đường, với tâm thái của một lữ khách cảm nhận hỉ nộ ái ố của chúng sinh. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tướng mạo của nữ tử đánh đàn kia, hết thảy chuyện này đối với hắn không quan trọng, quan trọng là hắn đang nghe thật sự là đang nghe nghe tiếng đàn chạm tới phong ấn trong nội tâm cảm ngộ một sự bình thản từ trước tới nay chưa từng có dưới cảm giác này trong lòng vương lâm vô cùng bình thản họa thuyền chưa đến tiếng đàn đã đến trước trong tiếng đàn như vui tươi khoan khoái lộ ra một nỗi bi ai bất đắc dĩ theo tiếng đàn họa thuyền từ thượng du con sông chậm rãi đi tới ở mũi họa thuyền nữ tử đánh đàn kia vẫn quay lưng về phía vương lâm như trước tay ngọc nhẹ nhàng gảy lên từng tiếng đàn văng vẳng truyền ra ở phía trước nữ tử này hôm nay chỉ có một người đang ngồi. Người này thoạt nhìn là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, trên người mặc áo xanh. Tướng mạo hắn tuy bình thường nhưng làm cho người ta có cảm giác ở trên người hắn chập chờn một loại yêu lực nào đó. Hắn ngồi chỗ đó trong tay cầm chén rượu, thưởng thức rượu ngon, nghe tiếng đàn. Không cần đàn bài này nữa, ta vẫn muốn nghe tiếng đàn chân chính của nàng. Thanh niên buông chén rượu, nhìn nữ tử phía trước, hạ giọng nói. Tiếng đàn của nữ tử ngừng lại, trầm ngâm hồi lâu. Khẽ gật đầu, tay ngọc lại gảy dây đàn. Từng tiếng đàn bi ai chậm rãi truyền ra như thể dung nhập vào những gợn sóng trên mặt sông rẽ ra hai bên họa thuyền theo đó hướng về hai bên bờ. Những gợn sóng kia vỗ vào bờ sông ở trước người Vương Lâm không xa rồi biến mất, nhưng âm thanh trong đó không dừng lại mà tiếp tục truyền tới tai Vương Lâm. Thanh niên ngồi trên họa thuyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chăm chú thưởng thức tiếng đàn bi thương kia. Vương Lâm cũng giống như vậy, nhắm hai mắt đắm chìm trong tiếng đàn kia, giống như là dung nhập vào trong tâm hồn, mãi mãi không tiêu tan hai người, một người ở trên thuyền, một người ở trên bờ, cảm ngộ hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ phút này lại giống như có một sức hút kỳ lạ lôi kéo. Vương Lâm mở hai mắt, lần đầu tiên chủ động nhìn về phía họa thuyền. Ánh mắt hắn nhìn lên bóng lưng nữ tử, sau đó nhìn về phía thanh niên kia. Người này, trong lúc này cũng mở hai mắt, nhìn về phía Vương Lâm. Hai người nhìn nhau ít lâu, Vương Lâm cầm lấy vỏ rượu, rơi nhẹ lên, rồi uống một ngụm to. Thanh niên trên họa thuyền mỉm cười giơ chén rượu lên uống một ngụm chiếc họa thuyền dần dần đi xa biến mất khỏi tầm mắt của vương lâm chỉ còn lại tiếng đàn kia lãng đãng truyền lại trên họa thuyền nữ tử đánh đàn kia giờ phút này quay đầu nhìn lên bờ sông phía xa xa trong mắt nàng vẫn luôn là một màu đen ở đó có một người thanh niên trên họa thuyền buông chén rượu hạ giọng nói nữ tử không nói gì quay đầu lại tiếp tục tấu lên khúc nhạc bi thương một tiểu tử rất thú vị thanh niên khẽ mỉm cười đến nửa đêm vương lâm về tới mạc phủ một lát sau mạc lệ hải cùng hắn đi qua hồng thành tiến vào cửa tây huyền thành huyền thành tuy cũng chỉ lớn bằng hồng thành nhưng hết thảy bên trong hoàn toàn khác nhau dưới màn đêm là một vẻ rực rỡ người đi lại càng ngày càng nhiều đó chính là một đội quân sĩ mặc áo giáp ở bên ngoài một phủ đệ trong huyền thành mạc lệ hải dừng lại từ trong người lấy ra một tấm thiếp dao cho người hộ vệ canh cửa người hộ vệ kia lập tức lui lại tiến vào bên trong phủ vương lâm quan sát phủ đệ này ánh mắt dừng lại trên tấm biển huyền thành soái phủ bát đại yêu soái của thiên yêu quận cùng với tám tòa thành ngoài thiên yêu thành đều giống nhau lấy soái danh theo thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang phủ đệ của bọn họ không có phó soái những phó soái này ở tại các thành nơi đây chính là phủ của phó soái huyền thành mạc lệ hải hạ giọng nói hắn do dự một chút lại nói phó soái huyền thành này và yêu đế bệ hạ có giao tình rất tốt vương lâm gật đầu mức độ quan trọng của việc chọn ra hai phó soái sau đại hội yêu tướng lần này mạc lệ hải đã thông báo cực kỳ tỉ mỉ ít lâu sau hộ vệ phủ phó soái huyền thành quay lại cung kính nói mạc tướng quân phó soái đại nhân cho mời mạc lệ hải vẻ mặt nghiêm chỉnh bước đi phía trước vương lâm không nhanh không chậm theo sau bước vào theo hộ vệ kia dẫn đường mạc lệ hải và vương lâm đi vào tới đình viện bên trong phủ mạc tướng quân xin bái kiến hộ vệ kia dừng ở trước cổng vòm sau khi nói xong cung kính lui ra mạc lệ hải thần sắc ung dung cùng vương lâm tiến tới cổng vòm kia rồi đi vào chỉ thấy trong này là một vườn hoa phần lớn là những loài hoa lạ nhưng lại cùng nở rộ một làn hương thơm tỏa lên mặt chỉ thấy một nam tử mặc áo tím quay lưng về phía hai người ngẩng đầu nhìn không trung hắn đứng ở nơi đó giống như cùng với xung quanh hòa thành một thể vương lâm chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt Người này bản lãnh tương đương với tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, hơn nữa đã đạt đến đỉnh của sơ kỳ, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chẳng qua chưa đột phá được bởi vì khoảng cách tới vấn đỉnh trung kỳ vẫn còn quá lớn. Mạc Lệ Hải hít sâu, cung kính nói: "Mạc Lệ Hải tham kiến Phó Soái đại nhân." Người kia không nói gì, thậm chí còn không cử động, vẫn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn bốn phía không trung yên tĩnh. Vẻ yên tĩnh này bất giác chuyển thành một luồng áp lực bảo phủ bốn phía. Yêu tướng Mạc Lệ Hải thần thái bình thản, không một cử động, im lặng đứng thẳng. Về phần Vương Lâm, một người tu đạo sao có thể sụp đổ dưới áp lực này? Vương Lâm thần sắc ung dung, cho dù hắn gặp Thiên Vận Tử Thủy Trung luôn cư xử đúng mực. Huống hồ người này cũng chỉ tương tương với vấn đỉnh sơ kỳ thôi, so với Chu Tước Tử và Tư Đồ Nam đều kém hơn rất nhiều. Vương Lâm ung dung, mặc lệ hải trầm tĩnh, không nói lời nào, làm cho áp lực này tản ra. Nam tử áo tím kia xoay người, ánh mắt hắn như điện nhìn về phía hai người cứ như nhìn đám hậu bối lấy giọng điệu bề trên nói có thể đứng vững dưới uy áp của ta không tồi Mạc lệ hải khả năng ngươi được làm phó soái nắm chắc được mấy phần nam tử áo tím này nói chuyện cực kỳ rõ ràng trực tiếp đi vào trọng điểm Mạc lệ hải trầm ngâm ít lâu trầm giọng nói bốn phần a à, nam tử áo tím ánh mắt ngương lại chậm rãi nói trong đám yêu tướng tới đây bái kiến ta mấy tháng nay ngươi là người nắm chắc ít nhất thêm người này nữa ta có chín phần nắm chắc Mạc Lệ Hải chỉ Vương Lâm, nói: Nam tử áo tím nhìn lên người Vương Lâm, ánh mắt hắn bình thản, không một chút biến đổi, như thể Vương Lâm trong mắt hắn giống như chỉ là một con kiến. Hắn có tư cách coi thường Vương Lâm, thân là phó soái, lại có quan hệ tốt với Yêu Đế, đồng thời lại có yêu lực trăm vạn giáp, tương đương với tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, thậm chí còn sắp đột phá, vượt xa tất cả yêu tướng. Trở thành yêu soái thật sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong mắt hắn, Vương Lâm chẳng qua chỉ là tùy tùng của Mạc Lệ Hải mà thôi, ngay cả Mạc Lệ Hải hắn còn không để trong mắt, huống chi là tên tùy tùng này. Nếu hắn không biết yêu đế đối với Mạc Lệ Hải này cực kỳ coi trọng, thì hôm nay hắn thậm chí sẽ không gặp người này, bởi vì hắn đối với hắn, Mạc Lệ Hải không có tư cách. Thời gian tiếp kiến này không bằng hắn dành để ngắm hoa. Trong Thiên Yêu Thành gần như không ai không biết Phó Soái Huyền Thành cả đời thích nhất là những loại hoa kỳ dị, chẳng những thích mà còn cực kỳ quý trọng. Nếu là tôi tớ vô ý đụng phải những đóa hoa đều bị đuổi ra khỏi soái phủ ngay lập tức, thậm chí nếu có người dám phá hoại hoa thì đó chính là xúc phạm hắn. Nam tử áo tím trong lòng rất khó chịu, nhưng thần sắc cũng không lộ ra một chút nào. Ngươi thử thi triển ra thần thông uy lực mạnh nhất để ta nhìn xem mặc lệ hài vì sao lại cho rằng ngươi có thể gia tăng đến 5 phần thành công. Nam tử áo tím giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Hắn xem người này chẳng qua chỉ là anh biến hậu kỳ viên mãn mà thôi, nhân vật như vậy, từ trước tới giờ hắn đều không cần để tâm đến. Hắn không khinh miệt, mà coi thường một cách bình thản. Xuất toàn lực của ngươi ra. Nếu ngươi có thể làm cho bổn soái động dung, ta sẽ công nhận ngươi có tư cách." Nam tử áo tím ngẩng đầu, nhìn không trung, cũng không liếc nhìn Vương Lâm lấy một cái. Vương Lâm lạnh lùng nhìn người này, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nâng tay phải lên, sát lục chi khí ngưng tụ trên tay, trực tiếp nhấn ra phía trước một cái. Dưới một cái nhấn này, chỉ thấy vô số đạo sát lục chi khí bỗng nhiên từ trong tay biến ảo xuất ra. Sát lục chi khí cường bạo như một cơn gió lốc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trời đất hai nghìn đạo sát lục chi khí từ trong tay phải vương lâm lao ra như một dòng giận dữ giết gào lao thẳng vào nam tử áo tím kia nam tử áo tím kia mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn khinh thường vương lâm nhưng trong nháy mắt lập tức biến đổi hai nghìn đạo sát lục chi khí trong nháy mắt tiến đến trực tiếp lao thẳng vào người này nam tử áo tím không chút do dự lập tức lui ra phía sau yêu lực trên người bạo phát ở trên thân người yêu khí hình thành một đầu mãnh hổ nhưng đầu mãnh hổ này vừa mới hình thành liền lập tức bị từng đạo sát lục chi khí xuyên thấu trực tiếp lao tới trước ngực của nam tử áo tím kia. Nam tử áo tím sắc mặt đại biến, thân mình nhoáng lên một cái, lại một lần nữa lui ra sau. Thậm chí không tiếc dẫm đạp lên những đóa hoa dưới chân, lui thẳng tới giữa vườn hoa. Giờ phút này hắn không thể quan tâm đến những đóa hoa được nữa, lông tóc toàn thân dựng hết lên, toàn bộ tâm trí đều tập trung để chống cự lại một chiêu thần thông này. Với bản lãnh của hắn, nếu có chuẩn bị trước lúc này cũng sẽ không phải chật vật như thế. Nhưng lúc trước hắn quá mức coi thường, bất chợt phải đối mặt cho dù sau đó có chuẩn bị cũng không thể nắm được một chút khả năng chống đỡ được thần thông này. Lúc này, trong lòng hắn thậm chí còn không kịp dâng lên cảm giác hối hận. Chỉ thấy phía trước người này bày tắc, một màn yêu giáp cuộn cuộn bắn ra bốn phía lập tức biến hóa ra. Nhưng khi màn yêu giáp này vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền bị hai ngàn đạo sát lục chi khí tấn công, nhanh chóng co rút lại. Mắt thấy yêu giáp này có rút vào tới ba tắc. Nam tử áo tím gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt nổi gân xanh. Thân mình lui lại về phía sau dẫm đạp lên vô số những đóa hoa mà bình thường hắn cực kỳ quý trọng. Nhưng dưới 2.000 đạo sát lục chi khí kia, yêu giáp này căn bản là không thể chịu đựng được, bỗng nhiên tan vỡ. 2.000 đạo sát lục chi khí trong nháy mắt nhập vào bên trong cơ thể hắn. Sau khi chạy một vòng, Vương Lâm hất tay phải lên, từ lỗ chân lông toàn thân lần lượt bay ra tan biến trong tay Vương Lâm. Nam tử áo tím sắc mặt tái nhợt, Vương Lâm trong mắt hắn lập tức trở nên khác hẳn. Với bản lãnh anh biến viên mãn, phối hợp 2.000 đạo sát lục chi khí đánh lại vấn đỉnh sơ kỳ, đối với vương lâm mà nói không khó tốt lắm ngươi có tư cách các ngươi về đi nam tử áo tím thở sâu lộ ra vẻ ung dung không còn giống như trưởng bối nhìn hậu bối tươi cười nói mạc lệ hải thần sắc cổ quái áp chế nỗi sợ trong lòng vội vàng lôi kéo vương lâm nhanh chóng rời khỏi mắt thấy hai người đã đi xa nam tử áo tím cuối cùng nhịn không nổi phun ra một ngụm máu tươi đầy tớ lập tức từ bên ngoài chạy vào kinh hoàng nhìn nam tử áo tím ba tháng tới, ta sẽ không tiếp bất cứ ai. Ta muốn bế quan. Nam tử áo tím lưu lại một câu rồi thân ảnh biến mất tại chỗ. Rời khỏi phủ phó soái huyền thành, dọc đường đi mặc lệ hải ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng lại không nói gì. Sau khi về tới mạc phủ, Mạc lệ hải hít sâu, hướng về vương lâm ôm quyền, ánh mắt lộ ra vẻ chân thành, trầm giọng nói. Vương huynh, đại hội yêu tướng lần này mong huynh sẽ trợ giúp mạc ngỗ một tay. Ân à này, mạc mỗ xin ghi tạc đây là lần đầu tiên mạc lệ hải nói chuyện với vương lâm theo cách này trong lòng hắn giờ phút này vương lâm không còn là người cùng đẳng cấp mà là người có thể trong một chiêu có thể làm cho phó soái liên tục lùi ra phía sau có người này tương trợ mạc lệ hải tự tin gần có thể hoành hành trong đại hội yêu tướng lần này hắn đối với thần thông kia của vương lâm là hiểu rõ nhất trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ dọc đường đi trong đầu hắn vẫn quanh quẩn nghĩ về uy lực của thần thông kia cho dù cả chính mình cũng nhảy vào chống cự rốt cuộc cũng vẫn là thất bại mà thôi. Vương Lâm thần thái không kiêu ngạo mà bình thản như thường, giờ phút này cười nói. Mạc Huynh, chuyện đại hội yêu tướng ta đã đồng ý, chắc chắn sẽ giúp ngươi Mạc Lệ Hải cười ha hà, rõ ràng có chút cao hứng, hắn cười nói. Vương Huynh, ta có rượu quý đã trôn hơn 500 năm, hôm nay ta và ngươi phải uống một bữa thật sảng khoái. Vương Lâm ánh mắt sáng ngời, mỉm cười gật đầu. Lúc này, tại đế đô kiếm các ở trung tâm thiên yêu thành, một người mặc hoàng bào, chỉ nhìn thấy lưng, nhìn đế kiếm ở chính giữa trận pháp của kiếm các, khẽ cười nói: "Chơi đủ rồi, Hồng Lao kia ngươi không được đến nữa. Hãy yên lặng mấy ngày đi." Ngân kiếm trong trận pháp lập tức truyền ra từng trận tiếng kêu, như có vẻ cực kỳ không cam lòng. "Nếu còn bướng bỉnh, ta sẽ đưa ngươi đến long đàm." Người này cười nói. Tiếng kêu của đế kiếm bỗng nhiên ngừng lại, dường như mất đi vẻ kiêu ngạo, phát ra một tiếng kêu bất lực. Tuy vậy, nhưng nó đối với con mồi dám cả gan khiêu khích chính mình kia đúng là vô cùng tức giận. Bên trong hồng lao, sau khi đế kiếm không còn tới phá hoại, thế giới huyết sắc ở tầng thấp nhất dần dần khôi phục. Rất đông những trọng phạm bị nhốt trong thế giới chết chóc này, không lâu sau lại bắt đầu quay trở lại quỹ đạo. Ở trong huyết đàm vô tận này, một nam tử tóc đen đang khoanh chân ngồi trầm ngâm, một tia sát niệm không ngừng từ huyết đàm dũng mãnh nhập vào thân thể hắn, sát khí càng ngày càng đậm. Hắn thi thoảng lại ngẩng đầu, mắt đỏ như máu tươi, một tia sáng bất ngờ lóe lên ta nhất định phải giống như hắn, thoát ra khỏi nơi này. Cuộc chém giết bắt đầu, bọn người trong huyết đàm đều nhào lên, điên cuồng mở cuộc chém giết. Trong số đó, nam tử tóc đen này cứ như là một pho tượng sát thần, hai mắt hắn nồng đậm sát khí, ra tay cực kỳ ác độc, giống như một con huyết long hoành hành ngang dọc. Cuộc giết chóc thảm khốc sau một ngày kết thúc. Trên không trung thế giới huyết sắc này chỉ còn lại nam tử tóc đen còn đứng vững, trên mặt đất trong huyết đàm. Những người vừa mới sống lại sắc mặt đều không thể hiện gì cũng chỉ liếc mắt nhìn bầu trời một cái màn xương máu trên thân thể nam tử tóc đen đậm đặc chừng trăm trượng hắn lúc này hít sâu trong ánh mắt lóe ra hồng quang dữ dội lộ ra một tia sáng tinh khiết hiếm hoi người này điên cuồng lao ra nhằm thẳng lối ra bay đến chỉ có điều ngay khi thân mình vừa mới lao ra không đến mất trượng trên không trung chợt lóe lên ngân quang ngân long đế kiếm bất ngờ xuất hiện móng vuốt thật lớn trong nháy mắt hướng vào hắn chụp tới khuôn mặt phủ đầy xương máu của nam tử tóc đen lộ ra một vẻ tươi cười hắn hạ giọng nói với thanh âm mà chỉ một mình hắn nghe được bảo một chữ được nói ra toàn bộ thân thể người này lập tức nổ ầm ầm đồng thời màn xương máu trăm trượng bên ngoài thân thể lập tức quay cuồng kịch liệt hướng về phía móng vuốt ngân long một tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp thế giới huyết sắc ngân long gào thét giận dữ thu hồi móng vuốt trên bàn tay có rất nhiều chỗ bị thương việc này đối với nó đúng là lửa cháy đổ thêm dầu không còn nghi ngờ gì nữa mối hận đối với vương lâm lập tức lại một lần nữa bị gợi lên còn nam tử tóc đen kia giờ phút này ở một chỗ trong lòng huyết đàm sống lại hắn cúi đầu trầm ngâm không nói ngân long rít gào hung hãn quét mắt nhìn lập tức chú ý vào nam tử tóc đen kia trong một tiếng giống phẫn nộ một đạo kiếm khí từ trong miệng lóe lên xuất ra hướng thẳng vào trong lòng huyết đàm huyết đàm ầm một cái vỡ tan nam tử tóc đen được bao phủ bên trong bỏ mạng cứ như thế lập đi lập lại mỗi lần nam tử tóc đen sống lại ngân long liền giết chết hắn sau nhiều lần như vậy ngân long đắc ý Thân mình vút lên, biến mất trên bầu trời. Nó nghĩ rằng nếu Yêu Đế đã không cho nó đi phá hoại Hồng Lao, lại còn bắt nó im lặng vài ngày, không thể ra ngoài tìm con mồi đáng giận kia, thì nó ở trong này chút cơn giận cũng là được lắm rồi. Việc Hồng Lao, tạm thời không nhắc tới nữa. Việc Hồng Lao, tạm thời không nhắc tới nữa. Thời gian đến cuộc đấu của Yêu Tướng chỉ còn lại nửa tháng. Trong nửa tháng này toàn bộ thiên yêu thành bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề các yêu tướng đến từ các thành trì ở thiên yêu quận đều chuẩn bị hết sức khẩn trương bên cạnh những chuẩn bị công khai còn có rất nhiều thủ đoạn sau lưng hoặc là bí mật đi lại hoặc là âm thầm ra tay đối với tất cả những chuyện này những bậc vương giả trong thiên yêu thành cơ bản là không cần để ý tới vùng đất của yêu linh tuy rằng cũng có trật tự nhưng đằng sau trật tự này cũng vô cùng hỗn loạn nơi đây đang trong thời loạn cuộc đấu của yêu tướng có quan hệ rất trọng đại Đối với mỗi yêu tướng mà nói, đây là cơ hội một bước lên tới trời. Nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cả đời sẽ chỉ dừng lại ở vị trí yêu tướng, không bao giờ còn cơ hội để vươn lên vị trí yêu soái. Vì vậy, mức độ quan tâm của các yêu tướng này có thể nói là trước đây chưa từng có. Trở thành phó soái tương đương với việc có một cơ hội rất lớn để trở thành yêu soái sau này. Vì vị trí này, tất cả thủ đoạn đều có thể được sử dụng. Tuy nói là thời loạn, nhưng loạn này cũng nằm trong luật lệ. Luật lệ này chỉ có một đó là yêu tướng trong thời gian này không được phép chiến đấu sinh tử nếu không hủy bỏ tư cách tham dự đại hội do đó tất cả các thủ đoạn đều tập trung vào người trợ giúp cho các yêu tướng giết những người trợ giúp cũng là chặt đứt đi một tay của yêu tướng thậm chí có yêu tướng mất đi người trợ giúp tương đương với việc mất đi tư cách thắng lợi giết người trợ giúp của yêu tướng là một cuộc chiến công khai còn ngấm ngầm tranh đấu thì là ám sát yêu tướng yêu tướng không thể ra tay hạ sát nhưng người trợ giúp có thể âm thầm ra tay giết người thậm chí còn có thể thuê sát thủ giết người, nhưng việc đó đều không vi phạm vào luật lệ. Tuy rằng loại chuyện này không có vi phạm vào luật lệ, nhưng lại đụng chạm đến gián điệp của yêu đế. Một khi có chuyện này xảy ra, những kẻ hạ sát yêu tướng trừ phi là bản lãnh thông thiên, nếu không ở trong thiên yêu thành này chỉ có chạy đằng trời, nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Dù sao, yêu tướng chết là một một việc rất hệ trọng. Đối với chuyện tranh đấu ngấm ngầm này, có thể so sánh với việc bí quá làm liều cũng không sai chút nào. Còn chuyện chiến đấu công khai, càng gần đại hội càng kịch liệt. Mạc Lệ Hải rất ít khi ra ngoài. Hắn gần như cả ngày đều trong phủ bế quan, duy trì trạng thái tốt nhất của mình, đồng thời cũng là để tránh né những cuộc ám sát. Ngoài ra hắn cũng bố trí trận pháp, được điều khiển bởi không ít bộ hạ bản lãnh cao thâm, thường xuyên phòng thủ. Trong khi hoạt động ngầm diễn ra hết sức dữ dội, chỉ có Vương Lâm trong lòng vẫn luôn bình tĩnh. Cuộc sống của hắn không có nửa điểm thay đổi, mỗi sáng sớm đều ra ngoài ngồi bên bờ sông nghe đàn uống rượu. Tất cả những áp lực trước khi diễn ra cuộc tranh đấu đối với hắn mà nói cũng chỉ là phù du, chỉ có tiếng đàn mới có thể khiến hắn đặt ở trong tâm. Mỗi một lần nghe tiếng đàn, tâm trí Vương Lâm đều như chìm nắm vào bên trong, cảm thụ được một sự linh hội kỳ lạ. Tâm trí hắn mỗi ngày đều như được gột rửa. Còn về phần Mạc Lệ Hải ở đó có hay không có người đến ám sát, Vương Lâm cũng không thèm để ý. Mạc Lệ Hải tuyệt không phải là người tầm thường, người này tâm cơ rất sâu, thủ đoạn rất nhiều, nhất định không phải chỉ là người bất lực như đang thể hiện lúc này về điểm này vương lâm qua tiếp xúc đã xem xét thấu đáo mạc lệ hải này có thể đạt được một vị trí cao trong đám yêu tướng nếu không có thủ đoạn chỉ sợ không sống được đến bây giờ vương lâm ngồi bên bờ sông nhắm hai mắt im lặng nghe tiếng đàn từ trong thuyền tranh chuyển đến hắn cầm lấy bầu rượu đặt lên miệng nhưng lại phát hiện trong bầu rượu trống không hắn than nhẹ một tiếng mở hai mắt nhìn không chung trầm ngâm không nói mỗi một lần nghe tiếng đàn hắn đều có cảm giác tâm trí run lên loại cảm giác này làm cho hắn mơ hồ thấy được một dấu hiệu sắp sửa đột phá. Nhưng đáng tiếc, hôm nay cảm ngộ quá mức mù mờ. Cảm nhận âm thanh truyền đến tai, Vương Lâm chìm nắm vào trong đó, im lặng cảm nhận. Tiên lực trong cơ thể hắn đã sớm có thói quen thu lại. Dù sao trong Thiên Yêu Thành hôm nay vẫn còn một thanh đế kiếm thường xuyên tìm kiếm tung tích hắn. Nhưng đúng lúc, hắn nhướng mày, cảm ngộ bị gián đoạn, đang lắng nghe thì bị quấy nhiễu. Người chính là phó tướng của Mạc Lệ Hải một thanh âm khinh miệt ngang ngạnh xen vào giữa tiếng đàn hoàn toàn phá nát ý cảnh của tiếng đàn cách Vương Lâm chăm trượng một nam tử áo đen hai tay khoanh trước ngực một thanh kiếm mảnh như một con rắn nước quấn quanh thân thể người này trên mặt lộ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn ra tay đi giết người chẳng khác nào chặt đứt của Mặc Lệ Hải một cánh tay Vương Lâm buông bầu rượu vẫn chưa đứng dậy thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn người này lấy một cái ngón cái tay phải điểm về hướng đó một cái tịch diệt chỉ xuất ra một đạo hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ lóe lên bắn tới trong lúc hắc khí này bắn ra trên mặt đất lập tức xuất hiện một đường màu đen dài cỏ xanh hai bên đường màu đen này lập tức héo rũ hóa thành những tia khí thảo mộc dung nhập vào trong đạo khí đen biến mất đạo hắc khí cứ thế tiến thẳng vào người áo đen kia người này biến sắc lui mau mấy bước phi kiếm bên người nhoáng lên một cái đâm thẳng tới đạo hắc khí nhưng khi vừa đụng tới đạo hắc khí trong nháy mắt phi kiếm này lập tức bắt đầu từ mũi kiếm vỡ tan theo lưỡi kiếm thế như trẻ tre, ngay sau đó chuôi kiếm cũng vỡ tan như vậy. Phi kiếm này gần như trong nháy mắt hóa thành vô số những mảnh vỡ nhỏ. Người áo đen kia lộ vẻ không thể tin được, thân mình lại lui ra phía sau. Đáng tiếc, tốc độ hắn lui ra sau quá chậm. Đạo hắc khí sau khi phá nát phi kiếm chợt lóe lên, đâm thẳng vào ngực người áo đen. Thân mình người này lập tức cong như một cánh cung dài, bị bắn đi rất xa, một đám xương máu từ trong cơ thể phun ra. Khi người này ngã trên mặt đất, Đám sương máu kia vẫn còn lơ lửng ở phía trên thân thể chưa tiêu tan. Người áo đen ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên một vẻ hối hận, rồi rất nhanh trở nên tối tăm. Cũng lúc đó, một đám khí xám từ thất khiếu người này bay ra, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Lâm, biến mất bên trong tay phải. Người này cũng không phải là người từ bên ngoài đến mà là người của Yêu Linh, điểm này Vương Lâm biết rất rõ. Người này bản lãnh chẳng qua chỉ tương đương với Hóa Thần hậu kỳ, có lẽ chỉ là theo lệnh của một yêu tướng nào đó chưa hiểu được mình tới đây thám thính mà thôi. Vương Lâm tiếp tục lắng nghe tiếng đàn kia. Trên tầng 2 của một tử lầu cách bờ sông nghìn dặm, hai nam tử đang hướng mắt qua khung cửa sổ nhìn Vương Lâm ở phía xa xa. Hai nam tử này đều mặc áo đen, trong đó có một người tương đối lớn tuổi, người còn lại thì có phần trẻ trung, rất mạnh. Người lớn tuổi trầm giọng nói, người này tu vi phải đạt tới anh biến kỳ. Người trẻ tuổi kia ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, mặc kệ hắn là tu vi gì, nếu lão tổ chỉ đích danh là muốn bắt người, Hắn đừng hòng chạy thoát, nam tử lớn tuổi cầm chén rượu, uống một ngụm, phái người tới đi, đừng để cho lão tổ mất kiên nhẫn. Người lớn tuổi lại nói, người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, tay phải đập bàn một cái. Sau cái đập này, ở dưới tầng thứ nhất của tử lầu, trong mấy người áo đen đang ngồi có một người đứng lên, người này là một trung niên, dưới cặp lông mày thẳng lộ ra cặp mắt sáng như sao. Người này đi ra ngoài tử lầu, nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng Vương Lâm. Vương Lâm đang ngồi ở bờ sông, từ trong chiếc thuyền tranh lúc này truyền ra từng tiếng đàn, là điệu bi thương, không ngừng dung nhập vào trong nội tâm hắn. Hắn đắm chìm vào trong tiếng đàn, trên mặt lộ ra một vẻ yên bình. Xa xa, đạo cầu vồng mang theo sát khí nồng đậm gào thét bay đến. Trong phạm vi vài dặm xung quanh đây, giờ phút này không có một người qua đường như thể là trống không vậy. Thuyền tranh trên sông dường như cũng nhận thấy được điều dị thường này, tốc độ nhanh hơn. Đạo cầu vồng này bỗng nhiên đến gần, khoảng cách nghìn trượng nhoáng lên một cái đã qua những bụi cỏ xung quanh vương lâm lập tức đều ngả về phía hắn giống như bị một luồng gió mạnh thổi tới từng trận tiếng hô khóc dữ dội trộn lẫn vào trong tiếng đàn tạo nên một sự hấp dẫn khác vương lâm cũng không hề quay đầu thậm chí cũng không hề lướt mắt một cái ngón cái tay phải hướng về phía đạo cầu vồng đang bay tới nhấn một cái vẫn là tịch diệt nhất chỉ hắc khí ngưng tụ ở phía trước nhanh chóng lóe lên xuất ra tốc độ cực nhanh trên không trung đón đỡ đạo cầu vồng hai bên gần như trong nháy mắt va chạm với nhau bên trong đạo cầu vồng truyền ra một tiếng kêu khổ ngay sau đó đạo cầu vồng này tan vỡ lộ ra bóng dáng nam tử bên trong người này sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi thân mình điên cuồng lui ra phía sau thân mình hắn như nước chảy mây trôi gần như không chút do dự lui lại liên tiếp chỉ có điều tịch diệt nhất chỉ này tốc độ quá nhanh lóe lên trực tiếp truy đuổi người này đâm vào trước ngực nam tử gầm nhẹ một tiếng từ trong cơ thể tản mát ra yêu lực nồng đậm, thân thể bị bức rơi xuống đất, đạp đạp chân không ngừng lui ra phía sau. Cuối cùng, yêu lực cùng tan biến, thân thể hắn run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Một đạo khí xám từ trong cơ thể hắn lan ra, bay về phía vương lâm. Vương lâm thủy trung đều không hề chú ý đến hướng xuất ra tịch diệt chỉ, mà chỉ lặng lặng nghe tiếng đàn. Trên tử lầu cách đó nghìn trượng, người trẻ tuổi lập tức đứng lên, chừng mắt nhìn chằm chằm về phía vương lâm bên bờ sông đằng xa. Hồi lâu sau, hắn hít sâu, lại ngồi xuống. Chỉ có nam tử lớn tuổi thần sắc thủy chung vẫn như thường, không hề thay đổi. Hắn đang kiềm chế nội tức, nhìn không ra bản lãnh thật sự. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, bản lãnh người này phải đạt tới anh biến trung kỳ, chỉ có như vậy mới có thể giết chết sát thủ số 4 tương đương với anh biến sơ kỳ. Phái số 3 đi thôi. Người lớn tuổi nhìn chằm chằm vương lâm ở đằng xa, chậm rãi nói. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia chiến ý, hắn lắc đầu hạ giọng nói không cần số ba để ta đi hắn nói xong lại đứng lên liếc nhìn vương lâm ở đằng xa một cái người đi người lớn tuổi như mày đừng quên ta là số hai người trẻ tuổi đi xuống tử lầu bản lãnh số hai tương đương với anh biến hậu kỳ khoảng cách tới viên mãn cũng chỉ còn một chút nếu hắn đi trận chiến này không còn phải trì hoãn nữa người lớn tuổi cầm chén rượu cũng không nhìn về phía bờ sông người trẻ tuổi kia đi ra khỏi tử lầu, một cơn gió nhẹ từ bờ sông thổi tới, làm cho quần áo hắn gợn lên đón gió. Hắn từng bước một hướng về phía vương lâm đi tới. Khoảng cách nghìn trượng hắn đi coi giống như đi trong hoa viên nhà mình, cực kỳ ung dung. Theo từng bước hắn đi, khí thế của hắn ngày càng cao. Cứ như sau mỗi một bước khí thế đều tăng thêm rất nhiều. Ở cách vương lâm 30 trượng, hắn dừng bước chân. Giờ phút này, toàn thân hắn tràn ngập yêu lực nhưng làm cho người ta thấy kỳ dị đó là bên trong yêu lực của hắn, không ngờ còn kèm theo một tia tiên lực. Tiên yêu dung hợp hình thành một luồng khí tức kỳ dị, từ trên thân thể người này tản ra một cách đồng đậm. Hắn đứng ở đó giống như là người thao túng nơi này, như thể chỉ cần trở bàn tay là có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Vương Lâm không hề nhìn về phía người này. Từ chiếc thuyền tranh trên sông, tiếng đàn văng vẳng truyền lại. Rơi vào trong tai hắn, lại vừa có một cảm ngộ khác. Đối với người ở cách đó 30 trượng, Vương Lâm tùy tiện vung tay phải lên, tịch diệt nhất chỉ lại xuất hiện tịch diệt nhất chỉ xuất ra hắc khí lại lóe lên phía trước người vương lâm biến ảo giống như tia chớp bắn về phía người trẻ tuổi kia người này cười khẽ thân mình chẳng những không lui ngược lại còn tiến lên phía trước một bước tay phải bấm quyết yêu lực toàn thân lập tức ngưng tụ trên tay phải theo ấn quyết của người này một quang cầu to bằng nắm tay hiện ra ngay phía trước thân người quang cầu này xuất hiện ngay lúc đạo hắc khí kia đến gần hai bên không hề dừng lại chút nào trực tiếp va chạm với nhau chỉ thấy đạo hắc khí như bị hấp thu dung nhập vào trong quang cầu kia không biết tự lượng sức mình người trẻ tuổi kia nói nhưng một lời vừa nói ra lập tức mặt hắn biến sắc quang cầu kia vốn phát ra bạch quang nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen đám sương mù này gần như trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quang cầu quang cầu hoàn toàn biến thành màu đen đồng thời những vết nứt trong khoảnh khắc liên tục hiện ra quang cầu dưới vẻ mặt âm trầm của người thanh niên hoàn toàn tan vỡ hắc khí từ bên trong lóe ra bay thẳng đến thanh niên kia. Người này thân mình lui mau ra sau, hai tay bấm quyết, lại một quang cầu điên cuồng ở trước người này biến ảo hiện ra. Gần như trong chớp mắt liền có trên 100 quang cầu xuất hiện, hướng về phía hắc khí ngăn cản. Hắc khí không ngừng biến mất, quang cầu liên tục vỡ tan, chỉ có điều, quang cầu vỡ càng nhiều, hắc khí ngày càng ảm đạm. Khi quang cầu chỉ còn lại 8, đạo hắc khí đã tiêu tan hoàn toàn. Thanh niên kia trên trán đổ mồ hôi, hắn hít một hơi thật sâu, Nhìn chằm chằm Vương Lâm ở phía trước tới giờ vẫn chưa hề quay đầu lại, trầm giọng nói: "Hắc khí này chắc là thần thông mạnh nhất của ngươi, ta thừa nhận thần thông này rất mạnh, khó trách số 4 và số 5 lại bỏ mạng. Tuy nhiên, hiện giờ thần thông này đã bị ta giải trừ, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Lúc này, chiếc thuyền tranh đã dần dần đi xa, tiếng đàn cũng theo đó tiêu tan. Vương Lâm đứng lên, quay đầu nhìn về phía thanh niên kia, hai mắt đột nhiên lóe lên, trong mắt lập tức lộ ra một tia màu hồng. Một luồng sát lục chi khí theo ánh mắt Vương Lâm giống như một thanh kiếm sắc bén phát tiết ra. Ầm ầm ầm, như thể có vô số sấm sét nổ vang lên trong đầu của thanh niên. Khoảng không yên lặng phía trên dòng sông dường như thật sự có những tiếng sét đánh ra. Một luồng sát khí ngập trời lập tức theo ánh mắt trực tiếp phá tan yêu khí của thanh niên kia. Theo ánh mắt của người này rơi vào bên trong tâm trí, thân thể hắn lập tức cứng đờ, cứ như bị một luồng lôi điện hùng mạnh bắn trúng, thân thể tay chân hoàn toàn không tự chủ được run rẩy. Đây là thanh niên kia tầm thần chấn động mạnh da đầu run lên giữa lông mày có một cảm nhận vô cùng rõ ràng như có một thanh kiếm sắc đâm vào đó rồi theo thiên linh lao ra bang 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 thanh niên cảm thấy rõ ràng tim mình đập ngày càng nhanh thậm chí tâm thần có vẻ như sắp sửa sụp đổ toàn thân lạnh lẽo giống như một người trần chuồng đứng đối mặt với kẻ thù khí thế hùng mạnh khi hắn từ cách nghìn dặm bước tới lúc trước trong nháy mắt đã bị một ánh mắt này làm cho tiêu tan những người áo đen ở tầng thứ nhất của tử lâu đang hướng về nơi đây quan sát lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng ở khoảng cách rất xa, nhưng lúc này từng người một lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Mồ hôi trên thân thể trong nháy mắt đã chảy ra ướt nhẹp. Với bản lãnh của bọn họ, về cơ bản sẽ không thể biết tại sao lại như vậy. Tại sao chỉ với một ánh mắt của đối phương, hơn nữa khoảng cách là nghìn trượng, bản thân lập tức như bị một thanh kiếm sắc đâm vào, có một cảm giác sợ hãi như đối mặt với cái chết người đứng cách đó nghìn trượng giống như biến thành một pho tượng sát thần đứng giữa trời đất. Trên tầng 2 của tử lầu, nam tử lớn tuổi hai mắt bùng lên tinh quang. Hắn đứng mạnh lên, cái bàn phía trước lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Gương mặt hắn từ trước tới giờ không hề thay đổi, giờ phút này cũng biến sắc dữ dội. Tiên yêu lực trong cơ thể giống như là một con cuồng long, theo bản năng lưu chuyển mãnh liệt khắp toàn thân. Những biểu hiện của hắn lúc này đều là những hành động theo bản năng. Dưới ánh mắt kia, nếu hắn không phải là một người có khí phách, sẽ có cảm giác như bị trọng thương bỏ mạng hai mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc bất định trong ánh mắt vừa rồi thực chất là có ẩn chứa sát khí sát lục đảo đây là sát lục đảo người này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người để có thể phát ra được ánh mắt hắn rất mạnh rất mạnh